rồi phản hồi thiên sứ, chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì vi đức, cầu phúc lành phát sanh. Dạ, sa thú chúng con thành kính lĩnh lễ ơn thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bích Tha Giá. Con thành kính lĩnh lễ thượng tọa Pháp, ngài Tệ Siêu, thượng tọa Pháp Tăng cùng chư tôn đức vừa quan tâm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ với bà với cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình trường bộ kinh Dikha Nikaya do hòa thượng Minh Châu dịch Việt, bài 34 kinh thập thượng Rasutta, bài 10.7, 10 pháp rất khó thể nhập. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Tỳ Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha Giá. Con kính nhân minh đến ngài ạ. Anh Nam Mô Bồ Tát. Giờ xin cảm ơn quý vị cho biết nghe rõ. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ chư Thiên Văn Đệ Tử Phật. Kính chào Thượng Tọa Báo Đăng cùng chư Tôn Đức. Thân chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta cũng học tiếp tục cái phần pháp mười chi. Và trong cái pháp mười chi ngày hôm nay, chúng ta học mười pháp có thể nhận. Quả thật, khi mà chúng ta đọc vào trong 10 thánh cư Ariya Vasa, tức là chúng ta khó thể nhập, khó hiểu. Chúng ta không phải là một vị thánh, cho nên những cái hành trạng của bậc thánh thì chúng ta khó có thể biết được. Nhưng ở đây, vì ở trong bài kinh nêu rất là rõ, nên vấn đề được trình bày ở đây cũng không phải là khó giải thích, dễ giải thích. Nhưng mà khó thể nhập là vì giải thích thì được, chúng ta hiểu qua thì cũng được. Nhưng mà có điều là để chúng ta sống theo đó thì nó là khó. Cho nên mười thánh cư này mới gọi là pháp khó thể nhận. Thì ở đây dùng những từ chẳng hạn như là vị tỳ kheo đoạn trừ năm chi phần, hội đủ vị tỳ kheo hội đủ sáu chi phần, vị tỳ kheo giữ gìn một pháp, vị tỳ kheo có bốn điểm tựa, vị tỳ kheo loại bỏ tính điều. Thì tất cả những cái đó thì chúng ta có thể đọc ở trong ngay trong chánh kinh này chúng ta hiểu, hoặc là chúng ta đọc ở trong cái quyển kho tàng pháp học mà chúng tôi trình bày đó, thì cái đó chi pháp nó rõ ràng lắm. Và bài học hôm nay chúng ta sẽ được nghe Thượng Tọa Pháp Đăng giảng giải, và trong thời gian chờ đợi có Thượng Tọa Giáo Đẳng vào để điều học thì xin Thượng Tọa Pháp Đăng quan hỷ
giảng rộng cái chi pháp này có thể kéo dài cỡ khoảng 9 giờ 15, 9 giờ 20 gì cũng được. Tức là không nhất thiết là phải một tiếng đồng hồ, nhiều hơn càng tốt. Bởi vì bản thân chúng tôi hôm nay cũng chưa có khỏe lắm, cho nên chúng tôi chỉ có thể tham dự một vài câu hỏi giờ chót thì được, nhưng mà gọi là để điều họp thì chúng tôi rất là mệt. Cho nên xin Thượng Tọa Quan Hỷ giúp giùm cho cái phần này. Và bây giờ thì xin mời cô Nhật Quỳnh đọc cho chánh kinh, sau đó xin cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng giảng giải Nam Mô Bổn Sư. Dạ, sa thủ chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Ngài Tề Siêu đã từ bi dẫn ngài bài học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ, con xin sám hối với đạo tràng. Dạ, mái con có chút trục trặc nên con bị chậm trễ. Nam Mô Bổn Sư. Dạ, hôm nay thứ Tư ngày 25 tháng 9 năm 2019, Phật lịch 2563, đề tài hôm nay giáo trình trường bộ kinh Dikha Nikaya do Hòa Thượng Minh Châu dịch Việt, bài 34, kinh Thập Thượng, Dasuttara Sutta Das. Dạ, con xin sám hối, dạ con xin, đọc lại, dạ. Na quá tham ma ba hu ca ra na quá tham ma pha quê tấp ba na quá tham ma ba rin nhầy ya na quá tham ma ba ha tấp ba na quá tham ma ha na pha ghi ya na quá tham ma huy sê pha ghi ya na quá tham ma đức ba ti quyết cha na quá tham ma ấp ba đề tấp ba na quá tham ma a phình nhầy ya na quá tham ma sát chi ca tấp ba. Có 10 pháp có nhiều tác dụng, có 10 pháp cần phải tu tập, có 10 pháp cần phải biến tri, có 10 pháp cần phải đoạn trừ, có 10 pháp chịu phần tai hại, có 10 pháp đưa đến thù thắng, có 10 pháp rất khó thể nhập, có 10 pháp cần được sanh khởi, có 10 pháp cần được thắng tri, có 10 pháp cần được tác chứng. Dạ, bài Bali hôm nay hơi dài, con xin phép không đọc phần Bali ạ. Bảy La Mã, thế nào là 10 pháp rất khó thể nhập, 10 thánh cư? Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo đoạn trừ 5 chi, đầy đủ 6 chi, một hậu trì, thực hiện 4 y, loại bỏ các giáo điều, đoạn tận các mong cầu, tâm tư không trệ vượt, thân thể nan tâm thiện, giải thoát, tuệ thiện giải thoát. Này các hiền giả, thế nào là vị tỷ kheo đoạn trừ 5 chi? Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo đoạn trừ tham dục, đoạn trừ sân, đoạn trừ hôn trầm thủy miên, đoạn trừ trạo hối, đoạn trừ nghi. Này các hiền giả, như vậy là đoạn trừ 5 chi. Này các hiền giả, thế nào là vị tỷ kheo đầy đủ 6 chi? Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo mắt thấy sắc, không có thích ý, không có Phật ý, an trú xả, chánh niệm, tỉnh giác, tai nghe tiếng, vân vân, mũi ngửi hương, vân vân, lưỡi nếm vị, vân vân, thân cảm xúc, vân vân, ý nhận thức pháp. Không có thích ý, không có Phật ý, trú xả, chánh niệm, tỉnh giác,
Này các hiền giả, như vậy là vị tỳ kheo đầy đủ sáu chi. Này các hiền giả, thế nào là vị tỳ kheo hộ trì? Này các hiền giả, ở đây vị tỳ kheo thành tựu sự hộ trì về niệm. Này các hiền giả, như vậy là vị tỳ kheo một hộ trì. Này các hiền giả, thế nào là vị tỳ kheo có thực hiện bốn y? Này các hiền giả, vị tỳ kheo sau khi suy tư thọ dụng một pháp, sau khi suy tư nhận thọ một pháp, sau khi suy tư đoạn trừ một pháp, sau khi suy tư tránh xa một pháp. Này các hiền giả, như vậy là vị tỳ kheo thực hiện bốn y. Này các hiền giả, thế nào là vị tỳ kheo loại bỏ các giáo điều? Này các hiền giả, ở đây tất cả những giáo điều thông thường mà các vị sa môn thông thường chủ trương, vị tỳ kheo đều loại bỏ, phóng xả. Này các hiền giả, như vậy gọi là tỳ kheo loại bỏ các giáo điều. Này các hiền giả, thế nào là vị tỳ kheo đoạn tận các mong cầu? Này các hiền giả, ở đây vị tỳ kheo đoạn trừ các mong cầu về dục vọng, đoạn trừ các mong cầu về hiện hữu, làm cho an tịnh các mong cầu về phạm hạnh. Này các hiền giả, như vậy là vị tỳ kheo đoạn tận các mong cầu. Này các hiền giả, thế nào là vị tỳ kheo tâm tư không trầy phược? Này các hiền giả, ở đây vị tỳ kheo đoạn trừ các tâm tư dục vọng, đoạn trừ các tâm tư sân hận, đoạn trừ các tâm tư não hại. Này các hiền giả, như vậy là vị tỳ kheo tâm tư không trầy phược. Này các hiền giả, thế nào là vị tỳ kheo thân hành được khinh an? Này các hiền giả, ở đây vị tỳ kheo đoạn trừ lạc, đoạn trừ khổ, việc các hỷ ưu từ trước, chứng và an trú thiền thứ tư, không lạc, không khổ, xả niệm thanh tịnh. Này các hiền giả, như vậy vị tỳ kheo thân hành được khinh an. Này các hiền giả, thế nào là vị tỳ kheo tâm thiện giải thoát? Này các hiền giả, ở đây vị tỳ kheo tâm giải thoát khỏi tham, tâm giải thoát khỏi sân, tâm giải thoát khỏi si. Này các hiền giả, như vậy vị tỳ kheo tâm thiện giải thoát. Này các hiền giả, thế nào là vị tỳ kheo tuệ thiện giải thoát? Này các hiền giả, ở đây vị tỳ kheo biết rằng tham tâm của ta đã được trừ, cắt tận gốc rễ, như cây ta la bị chặt, đi đến chỗ không hiện hữu, không có khả năng sanh khởi trong tương lai. Vị ấy biết rằng sân tâm ta đã đoạn trừ, cắt tận gốc rễ, như cây ta la bị chặt, đi đến chỗ không hiện hữu, không có khả năng sanh khởi trong tương lai. Vị ấy biết rằng si tâm của ta đã đoạn trừ, cắt tận rễ, như cây ta la bị chặt, đi đến chỗ không hiện hữu, không có khả năng sanh khởi trong tương lai. Này các hiền giả, như vậy là vị tỳ kheo tuệ thiện giải thoát. Như vậy là mười pháp rất khó thể nhập. Chú thích sau đây trích từ kho tàng pháp học của Ngài Pháp Sư Giác Giới biên soạn 449. Mười pháp khó thể nhập Đức Bát Tiên Bích Cha Thầm Mà. Đây là mười thánh cư Ariyat Hòa Xà. Một, tỳ kheo đoạn trừ năm chi phần Bích Khúc Banh Chanh Gác Vít Bát Thì Nô Hồ Tích, tức là đoạn trừ năm triền cái như tham dục, sân hận, hôn thụy, trạo hối, hoài nghi. Hai, vị tỳ kheo hội đủ sáu chi phần Bích Khú Chắc Lành Cho Sắp Màn Nà Gắp Tờ Hồ Tích, tức là có chánh niệm tỉnh giác khi thấy, chánh niệm tỉnh giác khi nghe,
chánh niệm tỉnh giác khi ngửi, chánh niệm tỉnh giác khi nếm, chánh niệm tỉnh giác khi đụng, chánh niệm tỉnh giác khi suy nghĩ. 3. Vị tỷ kheo gìn giữ một pháp bích khước ê ca rách khô hồ tích, tức là thành tựu với tâm chú niệm. 4. Vị tỷ kheo có 4 niệm tựa phích khước chách tu ra bát xê nô hồ tích, tức là ứng xử theo 4 cách: suy xét thọ dụng, suy xét tham nhận, suy xét né tránh, suy xét khử trừ. 5. Vị tỳ kheo loại bỏ tính giáo điều bích khu bát nùn nắp bát chề ca sờ hồ tích, tức là từ bỏ ra ngoài những tập tục nghi lễ thuộc tính điều của các sa môn, bà la môn, phàm tục định đặt. 6. Vị tỳ kheo đoạn tuyệt tham cầu phích khu samawa sát thề sanh nồ hồ tích, tức là dứt lòng ham dục, tức là dứt lòng ham muốn dục lạc, dứt sự ước muốn sanh hữu về sau, chỉ có sự mong mỏi phạm hạnh đang được thực hiện. 7. Vị tỷ kheo tư duy không khuấy động khuyết khu anna visasan cấp bồ hồ tích, tức là tư tưởng không bị chi phối bởi dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy. 8. Vị tỷ kheo thân hành kinh năng phích khu bát sát thác ca gia sanh ca rồ hồ tích, tức là chứng đạt và an trú đến tứ thiền, một trạng thái bất khổ bất lạc, xả niệm thanh tịnh. 9. Vị tỷ kheo tâm khéo giải thoát phích khu si mút ta chít tờ hồ tích, tức là có tâm đã giải thoát khỏi tham, giải thoát khỏi sân và giải thoát khỏi si. 10. Vị tỳ kheo tuệ khéo giải thoát phích khu su mút ta bành nhờ hồ tích, tức là khi giải thoát vị ấy với trí biết rõ nơi ta tham đã được đoạn tận, được đứng tận gốc rễ, không có sanh khởi nữa trong tương lai, biết rõ nơi ta sân đã được đoạn tận, được đứng tận gốc rễ, không có sanh khởi nữa trong tương lai, biết rõ nơi ta si đã được đoạn tận, được đứng tận gốc rễ, không có sanh khởi nữa trong tương lai. Đây là 10 pháp đặc tính của đời sống của bậc thánh. Nam mô Bụt Thầy Giá Dạ Bằng. Bản chánh kinh đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giá. Con kính nhân mít đến Thượng Tọa. Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, con pháp đăng kính đảnh lễ Tam Bảo. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh. Đại đức Nguyên Thông cùng với chư tôn đại đức Phật Tính. Cùng với chư tôn đức tăng kính chào quý bạn cô nữ thân trẻ Phật tử. Bữa hôm nay thì mình học cái chương 10 pháp. Và cái 10 cái pháp này thì vậy là 10 cái pháp khó thể nhập. Nói như vậy để chúng ta thấy rằng nhập được 10 cái pháp này đó là những vị nỗ lực tu tập, hoặc là những vị có khả năng, hoặc là những vị đã đạt được đạo quả Niết Bàn, từ vị thánh Tu Đà Quận đến vị thánh A-la-hán. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái bài học hôm nay nói về một cái vị tỳ khưu đoạn trừ được cái 5 cái chi phần. Hay là chúng ta nghe trong cái bài kinh Gò Mối đó, nói về con rùa đồng nghĩa với 5 thủ quẩn mà Đức Phật thì giảng cho vị tỳ khưu, hay là miếng thịt đồng nghĩa nay với tham ái, con đường hay ngã đồng nghĩa với hoài nghi. Thì bữa hôm nay chúng ta nghe cái pháp
cái bài học hôm nay, 10 pháp có thể nhập này đó, nó cũng đặc biệt trình bày những cái gì mà hướng tu để đạt được. Như vậy thì chúng ta thấy rằng, nếu mà chúng ta thấy trong năm cái pháp đầu tiên là năm cái truyền cái, và năm cái truyền cái này thì như hôm trước chúng ta học trong Tăng Chi Bộ Kinh đó, đó là một đống bất thiện. Tại vì thật sự ra tất cả bất thiện nó chỉ là trong năm truyền cái thôi. Ví dụ chúng ta nói rằng tham dục cái đó là tám tâm tham, sân độc cái nó là hai tâm sân, hôn thủy cái nó là năm tâm hỗ trợ bất thiện, trạo hối cái là tâm phóng dật, tâm si, trong si bất thiện biến hành, si chúng ta gọi là si vô tạm quý phóng dật, thì chính phóng dật đó là trạo hối cái. Còn hoài nghi cái là tâm si hoài nghi. Như vậy nếu một vị tỳ khưu mà đoạn được năm cái truyền cái này đó, thì coi như là một cái vị cũng là A-la-hán rồi. Tại vì cái trạo hối cái là tâm si bất thiện biến hành, nó là si vô tạm quý phóng dật đó. Thì chúng ta biết rằng vô tạm như quý là vị tu đồ quần diệt được, nhưng mà đến phóng dật vô minh, phóng dật ái sắc, ái vô ngã mạn đó, thì phải là vị A-la-hán mới diệt trừ được. Còn tâm si và nghi thì vị thánh tu đồ quần diệt được rồi. Như vậy từng tự chúng ta thấy rằng năm cái truyền cái này, nếu mà tính theo tâm sở, nói theo hoài nghi, nói theo phiền não đó, thì thật sự là năm cái truyền cái này đoạn đường xong đó, thì phải là vị A-la-hán. Như vậy thì cái tham dục cái là nói đến tám tâm tham, ở trong đó có những cái tâm tham mà chúng ta gọi là hợp tà kiến, hoặc là những tâm tham ly tà, thọ hỷ, thọ xả, bô trợ, hữu trợ. Nhìn chung vào đó, thì tất cả chúng sanh đó, thì không thoát khỏi cái tham dục cái này, hay là cái sự tham dục. Bởi bình thường đối với chúng ta đó, nếu mà chúng ta là người Phật tử đó, chúng ta thấy rằng cái ăn uống mà chúng ta không có chánh niệm đó, nó cũng là do cái tâm tham là điều khiển cái thân biểu tri, cái khẩu biểu tri chúng ta. Chúng ta đi gấp, đi này kia nọ đó, thì chúng ta thấy rằng khi một cái người mà họ ăn uống mà họ có cái mình gọi là có ý tứ đó, có một cái khởi lên đó, là họ có cái tàm quý, có tàm quý mình gọi là giống như là họ giữ cái sĩ diện vậy đó. Thường thường chúng ta thấy rằng nếu một người mà họ ăn mà họ mất cái chánh niệm đó, thì họ cái món gì vừa miệng họ thì họ ăn rất là nhiều, những cái món gì không vừa miệng thì họ đẩy ra. Nhưng mà khi một cái người mà ăn mà họ mình thấy họ có ý tứ đó, tất nhiên là họ có cái sĩ diện, họ nghĩ rằng mình là con người mà một cái đĩa tám mà miếng chả hay tám miếng gì trên cái bàn, tám người ăn thì mỗi người ăn một miếng, mình hiểu được điều đó, mình là người lớn. Nhưng mà khi mà mình ăn hai ba miếng thì mình thấy rằng ồ, cái điều đó nó không nên. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái tham dục đó, trong sự ăn uống ngủ của chúng ta đó, nó như là bao trùm. Trừ khi nào chúng ta có cái sự hiểu biết theo Phật pháp, thì chúng ta mới nghĩ rằng lúc mà cái người mà ăn mà họ ăn uống mà với cái tâm bất thiện đó, thì họ gặp cái gì vừa lòng đó, thì họ ăn không để ý tới ai hết. Nên thường thường những cái câu mà người ta hay dạy ông bà già hay dạy con cái đó, ăn coi nồi, ngồi coi hướng đó, ăn thì có cái nồi, cái nồi đó nấu như vậy thì bao nhiêu người ăn báo bới bao nhiêu chén, mỗi người ăn bao nhiêu chén, thì mình ăn phải coi cái nồi. Ngồi thì có cái hướng, mình ngồi như thế nào, cái hướng như thế nào là phù hợp, mình ngồi như thế nào gọi là hợp lẽ đạo. Thường thường điều đó thì chúng ta thấy trong Phật giáo cũng vẫn nói, ví dụ mình ngồi mình tránh thật xấu là ngồi dựa tường, ngồi mà mình ngồi chỗ mà ẩn khuất á, thì mình dễ buồn ngủ, mình ngồi dựa tường thì cái tâm hôn trầm thị miên, nếu mình nghe pháp như vậy á, thì mình rất là khó. Và thường thường bây giờ cho đến bây giờ chúng ta thấy có nhiều người họ thành đạt đó, họ nói rằng đi học đó, họ ngồi cái bàn trước nhất, cái bàn trước nhất là cái bàn tập trung nhất, và cái bàn dễ nghe nhất, và cái bàn mà không có dám giỡn. Còn khi mà những đứa học trò mà nó ngồi cái bàn cuối đó, thì nó vừa không nghe được mà nó vừa có nhiều cái chướng nghiêm, gặp nhiều người trước làm việc này việc kia đó, nó sẽ ảnh hưởng mình. Còn khi mình ngồi cái bàn đầu tiên đó, thì giữa cô giáo, thầy giáo dạy, và mình đứng
cô giáo thầy giáo như vậy mình cũng bớt đi cái sự mà dễ ngươi. Nhưng mà thường thường ngồi hết cuối cùng hết thì nó thường có những vậy. Nên thường thường chúng ta thấy rằng đối với một cái người mà sống mà họ hiểu được cái tham dục nó nhiều như vậy đối với chúng sanh, và chính cái tham dục này làm cho con người mất đi cái tư cách, mất đi tư cách bất luận là người đã ở dưới cái góc độ nào. Còn sân hận là cái pháp thứ hai, là chúng ta thấy sân như hôm trước chúng ta học á, sân mà khi mình nghĩ đến sân nó sẽ sân khởi là mình nghĩ người đã làm khổ tôi, đang làm khổ tôi, sẽ làm khổ tôi, người đó đang làm khổ người thân tôi, đã làm khổ người thân tôi, sẽ làm khổ người thân tôi, người đó đang làm lợi người thù tôi, đã làm lợi người thù, sẽ làm lợi người thù. Thì như vậy á, mình nghĩ như vậy là sân hận nó sân khởi. Nhưng mà ngược lại mình nghĩ ngược lại đó thì sân nó không sân khởi. Có lợi ích gì cái mình nghĩ rằng người đó làm khổ mình, đừng có lợi ích gì đâu, không có lợi ích gì hết. Như vậy thì những cái nghĩ ngược lại đó, đó là những cái nguyên nhân để diệt trừ sân. Khi tâm của mình nó có cái trí, tâm mình có tàm quý, tâm mình có sự suy nghĩ, tâm mình gọi là hợp, hoặc là hợp với tàm quý là sở hữu tín niệm, tàm quý đó là những cái sở hữu tịnh hảo. Rồi cái tâm chúng ta bị hôn thủy đó là một cái trạng thái buồn ngủ. Mà cái người buồn ngủ đó là nói về cái khoa học đó, là mình thân của mình đó, nó yên tĩnh quá đi, mình không có vận động tay chân, cái nhịp tim của mình nó thấp từ từ, và mình ngồi chỗ nào mát lạnh, chỗ nào có điểm cửa, chỗ nào mình dễ ngủ thì mình sẽ bị cái hôn trầm thiền miên. Dù lúc đó như chúng tôi nói đi học đó, mình ngồi ở trước bàn trước hết đó, thì mình sẽ cái tâm của mình nó sẽ phải có tinh tấn lên, mình sẽ để ý. Nhưng mà khi mình ngồi sao chót hết đó, thì một cái đứa mà học sinh mà muốn ngồi sao chót đó, là nó có cái suy nghĩ, có sự lựa chọn, và nó sẽ dễ bị buồn ngủ. Nên thường thường Đức Phật ngày cũng dạy một cái người mà ngồi nghe pháp tránh những cái tật xấu của người ngồi nghe pháp. Ngồi nghe pháp mà mình ngồi chỗ nào tối, chỗ nào mà mát, chỗ nào có điểm tựa, giữa cột, giữa tường, giữa vách rồi đó, là nó phải tránh cái tướng xấu. Hay là mình ngồi nghe pháp mà chỗ nào gió quá nhiều đó, thường thường chúng ta thấy có nhiều người họ ngồi nghe pháp mà họ ngồi nghe cái quạt nó lớn tiếng quá đó, cái đó cũng là một cái trở ngại khi một người muốn ngồi nghe pháp. Nên ở trong kinh Mi Tiên Chứng Đáp cũng có nói vấn đề này, khi mà ngồi luận đạo đó thì mình phải tránh những cái điều này, mình tránh những cái tưởng như vậy thì mới ngồi nghe pháp được. Một người bị hôn trầm thiền miên đó là cũng hạn chế tâm, hạn chế lộ tâm và hạn chế cái thân của mình. Ví dụ một người mà buồn ngủ đó thì chúng ta thấy Đức Phật ngày dạy nghĩa là đi kinh hành, nếu mà còn buồn ngủ mà đi lẹ lên đó, để mình vận động cái nhịp tim máu của mình nó hoạt động. Nhưng mà nếu mà mình làm như vậy hoài mà nó cũng không hết thì thôi mình đi ngủ. Như vậy thì cũng có cách để mình tinh tấn nỗ lực để mình thấy được cái hôn thủy cái, hoặc là cái nhu cầu của cơ thể của mình do mình thức nhiều quá, bây giờ mình buồn ngủ, mình dùng đủ cách nhưng mà cái nhu cầu đồng hồ sinh học của mình đó, nó gần như là nó hoặc là cái tâm của mình đó, mình cần ngủ nghỉ, cái thân của mình nó mệt mỏi cần ngủ nghỉ. Rồi cái tạo hối cái là một cái sự phóng dật, mình gọi là ngồi chỗ này mình nghĩ nhớ chuyện kia. Nên thường thường Đức Phật nói một người ngồi nghe pháp mà hiểu được pháp, hiểu được nghĩa đó, là người đó phải tập trung cái pháp đó, hướng tới cái pháp đó, hướng đến cái nghĩa. Thì người nghe pháp như vậy mới hiểu được nghĩa, hiểu được pháp. Còn một cái người mà họ ngồi mà cái tâm họ suy nghĩ như là câu chuyện mà năm cái vị thanh niên đi vào nghe Đức Phật thuyết pháp đó, và tôn giả Ananda để ý một người thì nằm ngủ, một người thì lấy tay lủi xuống đất, một người thì cầm nhánh cây rung, một người thì ngó lên trời. Thì ông giả Ananda nói rằng cái pháp mà Đức Phật ngài đã hy sinh để tu tập đó, và ngài đã bố thí mắt, bố thí máu, rồi bố thí xương thịt, ngài đã tu tập trong vô lượng kiếp để thành Phật như vậy, cái pháp nó cao quý như vậy. Nhưng mà sau năm cái người này nghe pháp nó có năm hiện tượng. Thì Đức Phật nói này Ananda, một người mà khi mà họ cầm cây lắc hoài đó, vì năm năm kiếp làm khỉ, những con khỉ thì quen truyền những cành cây, một người thì năm năm kiếp làm rắn, những rắn thì nó có thể ngủ trên cái cây được, một người thì năm năm kiếp làm trùng nên cứ lủi dưới đất hoài, một người năm kiếp làm thầy thiên văn để lý nên bây giờ cứ nhìn trời nhìn đất hoài, một người thì năm năm kiếp làm bà la môn trì chú,
Nhưng mà cái người này thì họ tập trung, họ, họ nghĩ một pháp Phật, pháp của Đức Phật giống như những cái thần chú, khó mà học, khó mà trì được, nên họ tập trung cái tâm. Để chỉ có người này đạt được cái kết quả vì cái tương ứng là cái tâm lắng động. Còn năm người kia bị trảo hối, chi phối. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một cái người muốn đạt được mà bị cái trảo hối là ngồi đó mà nhớ những cái chuyện minh mang, thì tâm tư không có tập trung để nghe, không hiểu pháp hiểu nghĩa. Như vậy thì khó mà đạt được. Còn hoài nghi cái là gì? Hoài nghi là một cái sự phân vân lưỡng lự, là con đường hai ngã trong cái bài kinh Gò Mối ấy. Được Đức Phật nói là con đường hai ngã, giống như người đã đứng ở bên ở ngã ba đường mà không biết đi bên này, không biết đi bên kia. Tư đang lưỡng lự như vậy đó, thì cái trạng thái hoài nghi là cái trạng thái của phân vân lưỡng lự, không có tin chắc, không có quyết đoán. Nghĩa là người đó là nghĩa dặn trạng thái không biết bên đây đúng không, không biết bên đây đúng không, không biết bên đây đúng không, bên đây đúng không, không muốn đi, cứ đứng suy nghĩ không biết là đi đường này hay là đi đường này, cứ suy phân vân lưỡng lự hoài như vậy. Thì cái trạng thái hoài nghi ấy, cũng được Đức Phật ngài nói, hay là trong vi diệu pháp có nói hoài nghi về Phật, hoài nghi về pháp, hoài nghi về tăng, hoài nghi nghiệp quả, hoài nghi về hào quang sáu màu. Hoài nghi đó gọi là hoài nghi đặc biệt. Còn cái sự hoài nghi thông thường là mình hoài nghi làm sao mà con quả đen, sao là con nó trắng, con cò nó trắng, con công nó nhiều màu. Hoài nghi như vậy thì gọi là hoài nghi thông thường. Nhưng mà hoài nghi mình muốn nói ở đây á, là hoài nghi Phật pháp tăng, hoài nghi về tam học giới định tuệ, hoài nghi về cái sự chứng ngộ của Đức Phật, hoài nghi về cái hào quang sáu màu của Thế Tôn. Thì cái đó là cái hoài nghi đặc biệt. Và nếu một cái người mà tu tập đó, mà họ còn cái tâm hoài nghi về lời dạy của Đức Phật đó, họ không biết phải là Đức Phật ngài nói như vậy không, không biết là phải Phật nói như vậy không, mà họ hoài nghi như vậy đó, thì giữa lời dạy của Đức Phật và không phải lời dạy của Đức Phật họ đều hành trì hết, đều hành trì hết, hoặc là họ đều nghi ngờ hết, có nghĩa là họ đều nghi ngờ, họ không có quyết đoán được cái này là chánh hay tà. Rồi đó là vị tỳ khưu đoạn trừ được 5 chi phần. Vị tỳ khưu hội đủ 6 chi phần. 6 chi phần ở đây thì chúng ta thấy rằng tức là vị đó có chánh niệm tỉnh giác khi thấy, thấy nơi đây là mắt nhìn thấy cảnh sắc, nhãn xúc sanh khởi, nhãn thọ sanh khởi, rồi sắc tưởng sanh khởi. Bởi khi mà chúng ta thấy đó thì chúng ta sẽ nhớ lại mình đã thấy cái người này, hay là mình thấy cái vật này vật kia đó, thì cái đó chính là cái sắc tưởng. Rồi chúng ta thấy rằng một cái loạt thấy thấy đó đó thì theo vi diệu pháp gọi là những cái tâm quả hiện tại nói với cái nhân hiện tại, đó là cái 18 tâm quả vô nhân. Mà chúng ta biết rằng những cái tâm nhãn thức thấy, rồi sau nhãn thức đó là tiếp thâu, sau tiếp thâu là quan sát, sau quan sát là đoán định, sau đoán định nó là đoán định. Như vậy đó là cái những cái thấy thấy tiếp thâu quan sát đều hay là đoán định đó đều là 18 tâm vô nhân, nên chúng ta gọi là quả hiện tại. Và khi nói với nhân hiện tại là động lực đó, nó là những cái động lực bất thiện. Như ví dụ chúng ta thấy một vật gì đó chúng ta khởi lên lòng tham, hay là chúng ta thấy như là vị sa di thấy món cà ri thì khởi lên cái lòng tham, mà vì đời cư sĩ ăn cái món cà ri thấy ngon, bây giờ xuất gia rồi lâu quá gặp lại món cà ri, ví dụ vậy. Thì cũng tương tự như vậy, khi mà chúng ta thấy những vật gì, cho đến khi Đức Phật ngài dạy vị tỳ khưu đi khất thực, mà bữa hôm đó thấy một cái người tín nữ hay người thiện nam đem đồ ăn ngon đi cúng dường cho mình. Và nếu vị tỳ khưu đó ăn xong rồi, vị đó nghĩ rằng, mong rằng ngày mai ta đi, ta sẽ thấy người Phật tử đem những cái loại đồ ăn, loại cứng, loại mềm đặt bát cúng dường cho ta nữa. Như vậy thì vị đó thấy đó sanh lên lòng tham, thấy đó sanh lên cái sự mắc. Như vậy thì một vị mà muốn đoạn trừ cái sự dính mắc từ cái thấy đó, thì vị đó phải có chánh niệm tỉnh giác. Mắt là cảnh sắc. Do cảnh sắc đó mà nhãn thức sanh lên đó, thì nhãn thọ sanh lên. Thọ này nếu thiếu cho tỉnh giác đó, duyên cho sắc ái, có nghĩa là thấy mà khởi lên những gì ưa thích, tùy
theo cái thấy, thấy là thấy cái gì, thấy đồ ăn đồ uống, thấy áo quần, thấy giày dép, hoặc là thấy bất luận là cái gì mà mình ưa thích, hoặc là có giá trị, hoặc là nó đánh đổi được một cái thành quả nào lớn lao, thì cái lòng tham mình khởi lên. Có nhiều người nó nói rằng một người thấy một cục vàng họ chưa động lòng tham, nhưng mà họ thấy nhiều cục vàng họ sẽ động lòng tham. Thì cũng như vậy, tương ứng với cái sự trả giá hay là cái sự mà suy xét trong tâm của họ, thì quý vị cũng thấy như là câu chuyện vị tỳ khu đó, đó khi mà cha chết đó, thì vị cái người cha mới để lại số tiền là 100 đồng vàng, và nói với người em của mình đó, là hãy mua cho con của mình đó, là vị tỳ khu đó xuất gia đó, một cái y và một cái bình bát đẹp, coi như là cái của cha chết để lại cho con như vậy. Thì vị tỳ khu này mới đó mới nhận, không có nhận 100 đồng tiền vàng. Nhưng mà khi đi tu á, khi tu một thời gian á, thì vị này lại suy nghĩ, mình đi tu đi khất thực ăn xin như vậy có lợi ích gì, thôi mình hãy lấy 100 đồng vàng đó về để cưới vợ, để lập nghiệp. Rồi sau vị đó suy nghĩ như vậy, cái tâm không muốn tu tập nữa, không muốn tu tập được, không muốn tu tập và muốn hờn tục. Rồi các vị thì khuôn hỏi vị này nói như vậy. Bây giờ Đức Phật ngày mới triệu tập cái vị tỳ khu đó lại, ngày hỏi và ngày nói tính toán đi. Bây giờ đi mua bò, rồi mướn ruộng, rồi đi mua hạt giống, rồi mua phân, mua cày, mua mướn bò cày này kia nọ, hết nhiêu tiền. Rồi cuối tính ra đó là không có đủ đâu vào đâu hết. Không có đủ đâu vào đâu, mà vị đó muốn quần tục như vậy. Mà bỏ tu một thời gian, các vị tỳ khu tìm ra như vậy. Thì chúng ta thấy rằng á, một người khi mà họ không thấy nhưng mà họ nghe, nhưng mà họ thất niệm, nghe cha của mình để lại số tiền và bây giờ chú của mình đem số tiền để đến nói với mình là như vậy, nhưng mà một thời gian tu tập đó, thì lại có cái sự suy nghĩ khác lạ. Thì lúc bây giờ Đức Phật ngày mới nói rằng cái kiếp ngày làm vua Man Tá Tú đó, ngày vỗ tay ngọc ngà châu báu rớt đến đầu gối, nhưng mà lòng tham nó vẫn không dừng lại. Không phải vì ngọc ngà có rất nhiều như vậy mà lòng tham nó dừng lại, vẫn tiếp tục suy nghĩ, vẫn tiếp tục mong cầu lên cõi tứ đại thiên vương, rồi lên cõi trời Đao Lợi, rồi muốn thống trị cõi trời Đao Lợi. Và vua Man Tá Tú đã mệnh chung rớt xuống cái giường thương quyển, rồi sau đó mệnh chung và nói với mọi người đó, thật sự lòng tham nó không bờ bến. Khi mà tai nghe hoặc là mắt thấy, rồi mũi ngửi miệng nếm, thân xúc chạm và tâm suy nghĩ như vậy, thì Đức Phật này muốn nói một vị địa cư dù cho họ thấy, họ có thể là không có dao động, có nhiều khi họ nghe họ bị dao động. Nên trong bài kinh Tăng Chi nói về phẩm chiến sĩ đó, gọi là bụi mù rồi bị tiếng la hét đó, rồi bị lâm trận, rồi bị xung, bị thương tích. Thì chính Đức Phật này nói rằng khi một người thấy á, người giống như người chiến sĩ, có nhiều khi họ thấy giống như thấy một cái sắc đẹp, thì giống như bụi mù vậy đó. Người chiến sĩ mà bị bụi mù là một cái điều thất bại, vì không thấy đường để mà đánh trận. Thì khi thấy mà mất niệm nó giống như bụi mù. Rồi khi tai á, mà nghe đó, mà không có chánh niệm đó, giống như bị la hét vậy đó, bị quân địch nó hò hét, rồi mình nhũng chí nản lòng, mình sợ hãi. Hoặc là mình nghe những cái âm thanh, nghe cái âm thanh thì tâm tư của mình không có tu tập được nữa. Vậy nên chúng ta gọi là Đức Phật mình đã dạy bị đi khô thành tựu sáu chi phần, là thành tựu chánh niệm tỉnh giác khi thấy, thành tựu chánh niệm tỉnh giác khi nghe, thành tựu chánh niệm tỉnh giác khi ngửi. Ngửi là ngửi mùi. Những cái mùi đó nó có thể người ta thường nói câu là hương gây mùi nhớ mà tràn khang vọng tình, có nghĩa là cái mùi hương gây cho cái mùi nhớ. Rồi uống trà đó thì mình lại suy nghĩ đến cái chuyện mà đã qua. Như vậy thì chính mỗi con người của chúng ta đó có những cái giác quan. Nên Đức Phật là cái quả hiện tại, và khi mà nó nói với cái nhân hiện tại, nghe nói với nhân hiện tại là từ thọ, đó là cái quả hiện tại.
Bởi chúng ta biết thọ là cái sở hữu, thọ nó là thọ quẩn, nó cũng là ngũ quẩn hiện tại thôi. Nhưng mà khi thọ nó duyên cho ái, ái là cái nhân hiện tại, ái là cái nhân hiện tại. Khi mà chúng ta thấy, thấy thì chúng ta có sắc ái, chúng ta nghe có thinh ái, chúng ta ngửi có khí ái, chúng ta nếm có vị ái, chúng ta xúc chạm có xúc ái, chúng ta có cái tâm suy nghĩ là pháp ái. Và chính ái này đó nó hình thành thủ, dục thủ, những cái gì mà chúng ta ưa thích. Đối với cái sắc dục, tinh dục đó, khí dục, vị dục, xúc dục, pháp dục đó, thì chúng ta gọi là dục thủ. Dục thủ là chúng ta ôm ấp những cái dục đó. Những cái dục đó khao khát được Đức Phật kể ví dụ như là bó đuốc đi ngược gió, hoặc là như là miếng thịt, như là dao và thớt, như là đầu con rắn độc vậy đó. Khi mà đụng vào đó thì mình sẽ khổ, rất là khổ. Như là con chim mà nó gấp được miếng thịt, rồi nếu nó không thả thì những con chim khác mổ nó chết, rồi nó khôn hồn thì nó phải thả miếng thịt ra. Thì những cái dục lạc ở đời nó cũng đau khổ như vậy. Như vậy thì Đức Phật đề dạy cái vị tỳ khưu đó là có cái quả hiện tại, nhưng mà đừng nói với cái nhân hiện tại. Khi không nói với nhân hiện tại đó thì vị đó đã tu tập có thể là sẽ đạt được đạo quả. Vì thường thường chúng ta biết rằng cái tâm thiện đó, mà chúng ta có tu tập hoài, tuy rằng tâm thiện không phải là tâm siêu thế đi, thì chúng ta vẫn biết là tâm thiện, nó có tâm thiện dục giới, tâm thiện sắc giới, tâm thiện vô sắc giới và tâm thiện siêu thế. Nhưng mà nếu chúng ta có tâm thiện dục giới đó, hợp trí đó, thì đó là cái sự tu tập. Đó là cái sự tu tập như là trong bài kinh 40 Đại Pháp có nói về chánh kiến đưa đến sanh y đó, là muốn nói đến sở hữu trí tuệ mà làm những việc thiện đưa đến sanh y, hoặc là chánh kiến đưa đến đạo chi, là cái trí tuệ mà hợp với cái sự giác ngộ giải thoát, quán thấy được các pháp là vô thường, là khổ, là vô ngã. Căn chỉ là căn, cảnh chỉ là cảnh, thức chỉ là thức. Do căn cảnh thức mà mình thấy có tôi có ta đó, chính là cái tà kiến ngũ quẩn. Là chính cái tà kiến ngũ quẩn này là ngũ thủ quẩn, nó là cái khổ đế trầm trọng nhất. Như vậy thì khi một cái vị tỳ khưu mà chánh niệm tỉnh giác, thấy nghe ngửi nếm đùng, suy tư đó, suy tư chỉ là suy tư thôi, cái như là tâm đó, chỉ là tâm thôi, tâm thì là biết cảnh thôi. Mình đừng có phân biệt tâm này tâm kia, mà mình chỉ có chánh niệm tỉnh giác, thấy được tâm nhãn thức là như vậy, thấy là như vậy. Tâm nhĩ thức nghe là như vậy, tâm tỷ thức ngửi là như vậy, tâm thiệt thức nếm là như vậy, tâm thân thức là xúc chạm là như vậy, tâm ý thức là suy nghĩ là như vậy. Suy nghĩ thì thường thường chúng ta biết rằng cái suy nghĩ mình phân biệt như vậy đó, mình thấy mình mổ xẻ ra, chính là tuệ phân biệt ra ngũ quẩn. Cái mắt là sắc quẩn, mắt là sắc thần kinh nhãn, cảnh sắc là mắt nhìn thấy, lỗ tai là thần kinh nhĩ, cảnh thinh là cái tiếng được nghe. Khi mà phân biệt ngũ quẩn như vậy đó, đồng nghĩa với chúng ta gọi là cái người tu tập mà có nghĩ như vậy đó, đồng nghĩa với gọi là phân biệt xứ ngoại xứ, hay là 18 giới đó. Nội xứ là nhãn xứ là mắt, sắc xứ là cái cảnh sắc, tai là nhĩ xứ, thinh xứ là các âm thanh, mũi là tỷ xứ, khí xứ là các hơi mùi, miệng là vị xứ, thiệt xứ, các vật mà đụng vào lưỡi đó gọi là thiệt xứ, thân là thân xứ, cảnh mà va chạm vào cứng lạnh nóng mềm mà chúng ta gọi là đất lửa gió trừ ra nước đó gọi là cảnh xúc, xúc xứ. Tâm là nói đến 121 tâm, ý xứ là những cái gì mà sanh khởi, pháp xứ. Như vậy thì chúng ta hiểu được nội xứ và ngoại xứ như vậy đó, thì chúng ta gọi là 12 xứ hay 18 giới. Một cái người mà chánh niệm tỉnh giác cũng biết được cái sắc cái hiện tại, và ái là cái nhân hiện tại. Khi ái thì có thủ, dục thủ, kiến thủ với cấm thủ hay ngã chấp thủ. Dục thủ là gì? Chúng ta ưa thích những dục lạc. Kiến thủ là chúng ta ưa chấp chặt những cái quan kiến sai lầm. Chúng ta thấy tôi ta tự ngã trong cái ngũ quẩn này, nhưng mà Đức Phật nói đó là thường kiến hay đoạn kiến, vô nhân kiến, vô quả kiến hay là vô hành kiến. Những cái tà kiến này là những cái giống như người mù sờ voi mà cho con voi là cái cột đình, hay là con voi là cái chổi quét nhà, hay là con voi là cái quạt mo. Cái đó là cái tri kiến không có thấy đúng như hình hài con voi. Người mù thì họ rờ vào đâu thì họ chắc chắn là như vậy, nhưng mà thật sự là không nhìn hết con voi.
Thì cũng như vậy, Đức Phật dạy nói rằng khi một người mà có cái tà kiến như vậy đó, là kiến thủ, giới cấm thủ là mình chấp chặt những cái giới điều, à, ngã luận thủ là mình chấp chặt có một cái từ ngã nằm trong ngũ uẩn danh sắc này. À, như vậy á, thì chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy biết rằng một cái người mà thiếu chánh niệm tỉnh giác, mắt hay là tai hay mũi miệng hay thân tâm, thì chính là cái quả hiện tại nối với cái nhân hiện tại đưa đến cái hữu sanh sanh thủ trong tương lai. Khi ái mạnh thì thành thủ, thủ thủ là phải có mặt trong cõi dục hay cõi sắc hay cõi vô sắc, có mặt trong cõi vui hay cõi khổ, là đó là do cái sự mong cầu của tâm tư, sự mong cầu của hướng vọng. Rồi tỳ kheo gìn giữ một pháp mà là an trú niệm. An trú niệm, bởi vì thường thường an trú với niệm, chúng ta thấy một người mà có chánh niệm, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm hay niệm pháp, hay là chúng ta gọi là niệm, đó là cái tâm sở niệm, một trong trong 19 sở hữu tình hảo biến hành mà chúng ta gọi là tính niệm tàm quý đó. Niệm ở đây là sở hữu thiện, nên nó đi với cái pháp thiện, và pháp thiện ở đây thì đó là những cái tâm thiện hợp trí, thì dục giới, hoặc là những tâm thiện hợp sắc giới, hoặc là những tâm thiện hợp trí vô sắc giới, hợp trí siêu thế. Như vậy thì Đức Phật này biết rằng một cái người mà có giữ một pháp thôi là chánh niệm. Nên thường thường Đức Phật này có gặp những vị tỳ khưu mà nói với Đức Phật là bây giờ có nhiều giới học quá, con không nhớ, con muốn quần tục. Đức Phật này chỉ dạy có hai điều thôi. Một là ông hãy biết đây là thiện, một là phải biết đây là bất thiện. Mà hãy cái này bất thiện thì loại bỏ, cái nào thiện thì tu tập, chỉ giữ có hai giới này thôi. Hay là nói rằng chỉ loại bỏ, hãy giữ một giới thôi, biết cái nào bất thiện loại bỏ nó, thì tất nhiên là mình đã tu tâm thiện rồi. Như vậy thì chánh niệm tỉnh giác đó, để biết được pháp thiện đó, chính là tâm thiện hợp trí biết được pháp bất thiện. Chúng ta thấy như là một người không giữ giới, hoặc là người vô tàm vô quý phóng dật, thì đó là cái tâm sở bất thiện biến hành ở trong tâm bất thiện. Còn khi một người có tâm thiện đó, thì họ biết được cái bất thiện đó, đó. Một người biết được bất thiện đó, nên thường thường Đức Phật này nói rằng cái người ngu không biết được người trí biết được người ngu, thì pháp bất thiện đó, biết được pháp pháp bất thiện không biết được pháp bất thiện, nhưng mà pháp thiện biết được pháp bất thiện. Tại vì pháp bất thiện đó, nó dẫn đầu là si vô quý phóng dật, nên nó tự thân không biết. Còn pháp thiện nó có tính niệm tàm quý tham vô sanh hành xả, định thân định tâm kinh thân kinh tâm, nên khi tâm thiện nó có, nó biết được tâm bất thiện. Nên chúng tôi cũng nói với quý vị đó, khi một người mà ăn trong bàn cổ đó, mình có cái mình có tàm quý đó, nghĩa là một đĩa ăn có 8 miếng cho 8 người khách, mình chỉ ăn một miếng thôi mà mình biết, mình nghĩ là mình muốn ăn miếng thứ hai đó, mà mình ngăn chặn được cái miếng tham ăn thứ hai đó, đó là mình cũng có chánh niệm. À, mình cũng có tàm quý để biết được cái việc đó là cái việc mà xấu hổ, ăn uống như vậy là xấu hổ. Như vậy là cái tâm mà gọi là tàm quý đó sanh khởi, mình ghê sợ và hổ thẹn những cái điều đó, người ta chê trách mình. Như vậy thì chỉ có một người có niệm đó, họ mới biết được bất, họ có niệm họ mới biết được là thất niệm. Mình thất niệm thường thường chúng ta gọi là không phải là tà niệm, mà gọi là tâm bất thiện. À, tâm thiện biết được tâm bất thiện. Rồi vị tỳ kheo có 4 điểm tựa, tức là ứng xử theo 4 cái cách suy xét là thọ dụng. Ví dụ chúng ta thọ dụng y phục để ngăn ngừa cái sự mũi mồng lạnh rét, bụi xúc chạm ruồi mũi, hoặc là thọ dụng vật thực để duy trì sự tu tập, hoặc là thọ dụng thuốc trị bệnh để ngăn ngừa những cái cảm thọ khốc liệt do bệnh hoạn sanh ra, mà bây giờ uống thuốc nó không có bệnh hoạn. Thọ dụng cốc liêu để tránh mưa tránh nắng, hoặc là tránh cái sự xúc chạm của ruồi mũi, loài bò sát, hoặc là những cái loài mà có thể tấn công mình nếu có cốc liêu mình ở, để ngăn ngừa sự mũi mồng lạnh nóng của thời tiết. Nên gọi là suy xét 4 món vật dụng rồi mình thọ dụng, đó là thọ dụng mà Đức Phật gọi là không mắc nợ. Thọ dụng mà mắc nợ là mình không suy xét. Rồi suy xét là kham nhẫn, mình kham nhẫn nóng lạnh, kham nhẫn ruồi mũi, kham nhẫn những lời mạ lị. Bởi mình sống không ai hoàn toàn được khen, mà cũng không ai hoàn toàn bị chê. Ví dụ chúng ta nghe như thanh niên Atula đó, đi nghe pháp đó,
tới ngày Sariputta cũng không vừa lòng, tới ngày ngày Moggallana cũng không vừa lòng, tới ngày Anuruddha cũng không vừa lòng. Đức Phật kể biết được cái người mắc lỗi đó thì họ luôn luôn họ lúc nào cũng không vừa lòng, nói pháp nói gì nói sao họ cũng chê hết, nói mà ít quá thì họ cũng chê ít, nói dài quá họ cũng chê, không biết là sao đối với họ là vừa. Bởi vì con người chúng ta đó, cái vừa đó là cái thi thiết thôi. Ví dụ một cái người mà họ ngồi 5 tiếng đó thì bây giờ mình thiết 4 tiếng là vừa. Còn cái người mà họ ngồi được có nửa tiếng mà mình thiết 1 tiếng là không vừa đối với họ, tại vì họ chỉ quen ngồi có nửa tiếng thôi. Bây giờ mình thiết pháp tới 1 tiếng thì họ tê cẳng tê chân. Nên cái vừa hay không vừa, cái tốt hay xấu đó chỉ là một cái khái niệm thôi quý vị. Gần xa tối sáng này kia nọ đó, vui buồn nó chỉ là một cái khái niệm thôi. Vui là vui hơn buồn, buồn là buồn hơn vui vậy thôi. Mình không nói nghĩa là giống như mình buồn vậy, mình vui mình cười nghĩa là lúc mình không có bí mật hoặc là không có trầm ngâm. Nên bình thường cái đó là chỉ là cái thi thiết thôi quý vị. Như vậy thì Đức Phật ngày dạy chúng ta cần phải kham nhẫn những cái lời nói mạo lị, kham nhẫn mũi mồng rắn rít, kham nhẫn đời sống đói khát, kham nhẫn cái sự lạnh nóng, mình phải kham nhẫn. Bởi vì Đức Phật nói ví dụ mình có giàu mấy đi, mình đi, mình ở trong nhà có máy lạnh, nhưng mà không để mình đem cái máy lạnh đi ngoài đường. Nếu mình đi bộ hoặc là mình đi vô chợ thì mình cũng phải không có máy lạnh. Cái thời tiết như thế nào thì thân của mình phải chịu như vậy. Nên mình phải kham nhẫn. Rồi kham nhẫn nước sình, mưa rồi thì kia nọ. Mình đâu có phải nào muốn trời nắng hoài. Mà mưa để cho người làm nông, mưa thì có nước. Lúc nắng để cho người ta phơi nhang, phơi mẹ cốc đồ. Cái chuyện nắng mưa đó là nó có xảy ra đó, là trong ngày nó vẫn xảy ra, mình chỉ kham nhẫn thôi. Rồi suy xét để né tránh những cái chỗ mà có thể ảnh hưởng đến đời sống phạm hạnh. Né tránh voi dữ, ngựa dữ, bò dữ, những người hung dữ mà được gọi là những người mà đứng xa không đến gần, những người sân hận nhiều đó. Khi mình đến gần họ là họ kiếm chuyện với mình, nên những người này đứng xa chứ không đến gần. Có gần nhưng mà chỉ nói một câu thôi, còn nếu nói nhiều đó là họ cũng kiếm chuyện với mình. Nên ở đời Đức Phật gọi là suy xét để né tránh. Mình coi ở đời cái hạng người nào mà mình dễ có thể nói chuyện với họ được. Những người nào mà họ quá, nghĩa là quá hoặc là cường hào ác bá, hay là họ quá cực đoan, mà thường thường chúng ta gọi là những cái tôn giáo cực đoan đó. Mình tới họ gặp mặt mình là họ muốn kiếm chuyện với mình rồi, mình có nói cách gì họ cũng muốn hành hung mình. Như vậy thì Đức Phật gọi là những điều nên suy xét, và suy xét như vậy né tránh chứ không có đến, không có đâm đầu đến. Vì những cái người mà chưa có đủ khả năng, chúng ta nghĩ rằng Đức Phật ngày nói như vậy để chúng ta hiểu rằng những vị thánh có thần thông, nhưng mà các vị đó cũng thấy rằng những người có duyên để độ với người không có duyên, chứ không phải lúc nào cũng dùng thần thông, không phải vậy. Mà những cái chỗ mà hung dữ tàn bạo đó cũng nên né tránh. Và nếu mà có đến đó thì phải học như là ngày Phú Lô Na nha. Khi mà Đức Phật biết cái xứ đó những người đó họ hung dữ đó, ngày dạy tôn giả Phú Lô Na đó, đến đó để phải thực hành cái sự tham nhẫn. Dù cho người ta có giết mình đó, thì ngài cũng suy nghĩ đó là có nhiều người họ muốn tìm sự chết, nhưng họ tìm rất là khó để mà tìm chết được. Còn mình không muốn tìm nó đến với mình. Nên thường thường những cái chỗ mà mình suy xét né tránh, những chỗ mà hung tàn bạo ngược đó, những cái chỗ đó là mình đến đó là mình phải chịu khổ rất là nhiều. Nhưng mà nếu mình hy sinh được mạng sống của mình thì mình cũng có thể làm cho họ khởi tâm được. Nhưng có nhiều khi họ cũng không khởi tâm lên. Rồi suy xét để khử trừ. Suy xét để khử trừ là những cái gì mà Đức Phật ngài gọi là những cái tư duy không có lành mạnh. Trừ khử những cái điều, nên trừ khử loại bỏ những cái điều đó. Giống như là muốn nói đến con bò phải bắt những con dê máu. Thì con người có những cái tư duy đó, nếu mà không có trừ khử nó đó thì dục tư duy, hận tư duy, hại tư duy nó làm khổ mình. Rồi Đức Phật nói thêm là vị tỳ khưu đó phải loại bỏ tính điều, là những cái tập tục của những cái tôn giáo
có nhiều khi quý vị thấy cũng như chúng tôi mà coi giải nói về cái vị tỳ khưu mà mỗi ngày đưa bình bát lên. Hôm trước chúng tôi cũng gặp cái bình, chúng tôi cũng đi bát và chúng tôi cũng gặp có một vị sư nó cầm cái bình bát đưa lên trước Đức Phật, thì giống như đang cầu nguyện cái gì vậy. Chúng tôi lại nhớ cái câu chuyện mà cái vị trưởng lão đó đến để nhắc nhở chư tăng ở cái tu viện đó, không phải là vị thầy mỗi sáng đi bát là cầm bình bát đưa lên trời để cầu nguyện ai, vị này vì giữ giới nên cái bát đã lủng rồi, nhưng mà vị này không có muốn đổi cái bát mới, và vị này vẫn để cái bình bát mỗi buổi sáng, vị này cầm, vị này coi, nếu cái bình bát lớn, cái lỗ nó hư mà lớn rớt cái hộp cơm như vậy là không có được xài, và vị này thấy nó cũng vẫn chưa có lớn. Và sau khi vị đó chết đi rồi, những người đệ tử mỗi ngày đi bát cũng vẫn làm theo cái cách của vị đó. Thì chúng ta cũng thấy rằng có nhiều người đó họ cũng là Phật giáo, nhưng mà mình thấy họ cúng Phật, cúng cái gì, họ cầu nguyện, họ tụng kinh, rồi họ đưa cái hình bát lên trên trời, họ cúng như vậy đó. Hay là họ những, có những khi mà chúng ta thấy những người họ cúng cô hồn các đạn, mình không biết là cái đó là cái gì. Mà nếu mà mình làm như vậy thì cái tâm tư của mình nó bị dẫn đục, và mình có thể rất là dễ rớt vào những cái loại phi nhân mà dính mắc vào những cái điều đó. Luôn cả những cái tập tục nghi lễ của người ta mà Đức Phật thì nói rằng định đặt ra đó. Ví dụ chúng ta thấy rằng cũng như hôm qua chúng tôi nghe cái tin ở tin lạ, một cái nữ mà lấy hết cả mấy anh em trong một gia đình luôn, có nhiều khi 4-5 anh em vậy kết hôn hết, gọi là đa phu, một người phụ nữ mà có nhiều chồng như vậy. Những cái tập tục đó là do họ suy nghĩ hoặc là một cái điều nào đó đến với họ rồi họ chấp chặt cái giáo điều đó, và họ coi như là cái giáo điều đó bắt buộc phải thực hành. Đối với Đức Phật đó, thì Ngài tuyên bố những cái giới cấm thủ là những cái điều trở ngại, đó là những cái tà kiến nó làm cho chệch đi cái con đường tu tập, thay vì phải quán tưởng để suy xét thọ dụng, hay là quán tưởng suy xét tham nhẫn. Vị này chỉ chấp chặt những cái giới điều bằng cách mù quáng. Điều này được Đức Phật này nói, và đó là những cái giới cấm thủ do những cái tâm tham tà kiến mà sanh khởi, chứ không phải là những cái điều mà do trí suy xét với cái lòng tin với lời dạy của Đức Phật. Rồi điều pháp thứ sáu là vị tỳ kheo đoạn tuyệt tham cầu. Cũng như chúng tôi nói quý vị đó, một cái vị tỳ khưu đó mà dứt trừ tham cầu, dù có đi bát có ai cúng dường, mà nếu bị nghĩ rằng ngày mai ta đi bát sẽ có cái vị cư sĩ này đặt bát cúng dường những món ăn ngon như vậy, cúng dường y phục như vậy, hoặc là cúng dường sàn tỏa như vậy đó, vị này mong ngày mai gặp được đó, như vậy là cũng là cái sự tham cầu. Và chính cái tham cầu này nó cũng như là dục tầm cầu vậy, hễ mà có dục tầm cầu thì mình sẽ có tranh đấu, mình sẽ có những cái sự bất chính. Nên á, vị tỳ kheo đoạn trừ tham cầu đó là muốn nói đến sự chấm dứt sự ham muốn, tâm tư của mình lúc nào cũng phải suy nghĩ, nếu mà còn cái ham muốn đó là còn cái sanh hữu về sau, và nếu mà sanh hữu đó dục hữu, sắc hữu hay vô sắc hữu, cũng như là những cái ngôi nhà lửa tam giới như quạt đó. Và muốn dứt trừ sanh hữu vì thấy rằng các sanh hữu đó nó là khổ lụy, bởi vì tất cả những sự khổ mà chúng ta có đều là do sanh. Nếu không có sanh ra đó, thì chúng ta không có bôn ba đi tầm cầu đi tìm kiếm nghề nghiệp sanh nhai. Không có sanh ra thì chúng ta không có bị ai mạ lị, không có bị rùi mũi, không bị nóng lạnh, không bị sóng thần, không sợ động đất, không sợ bị nước trôi, không sợ bị cuồng phong cuốn, hoặc là không bị sấm sét, không sợ tất cả vì không có thân, không có sự khổ. Nhưng vì Đức Phật nói rằng có cái sanh nên có bao nhiêu cái sự khổ. Và bị tỳ khưu chấm dứt được tham cầu đó là vì muốn chấm dứt được sanh tuổi trong tương lai. Và khi mà nghĩ rằng ngay trong kiếp này mình thấy khổ, mình làm những thiện nghiệp mong dứt khổ, thì kiếp nào nó cũng như vậy thôi. Cho đến lúc nào đó mà mình đoạn trừ được cái tham cầu này thì mình sẽ không có khổ nữa.
Rồi cái pháp thứ bảy là bị tự bị tỳ kheo tư duy không khuấy động, đó là những cái dục tư duy, thuận tư duy và hệ tư duy. Nếu mà dứt trừ những cái tư duy này đó, thì nó sẽ không khuấy động tâm tư, vì dục đó, luôn luôn đó, là cái sự suy nghĩ. Như ở trong bài kinh Gò Mối đó, ban đêm phun khói, ban ngày chiếu sáng, vị tỳ kheo đó lấy kiếm đạo lên đó, thì chính Đức Phật nói rằng cái thân ngũ uẩn này đó nó có những cái dục tầm, dục tư duy, nó giống như là cái gì ban đêm cái Gò Mối nó phun khói, ban ngày chiếu sáng, ban đêm suy nghĩ, ban ngày đi tìm cầu những cái điều đó. Như vậy thì con người đó có cái sự tầm cầu, cái tầm cầu đó, và chính cái tầm cầu đó có chánh chánh đáng hay không chánh đáng. Nên cái sự tầm cầu của dục đó là không chính đáng. Cái hận hệ, cái sân tư duy và hệ tư duy đó là những cái tư duy không có lành mạnh. Chúng ta cũng biết Quy Đu Đá Phá đó, do cái sự, do một lời nói của vị cận thần nói lại thôi, người ta lấy sữa rửa cái đôn thôi, mà cái sân tư duy âm thầm phát triển trong tâm của ông hoàng này, hoàng tử này, cho đến khi mà kéo quân lại một thời gian làm vua, sau này làm vua mà vẫn nhớ những cái điều đó và kéo đi giết hại dòng Thích Ca. Hoàng tử Quy Đu Đá Phá lúc mà là còn làm một vị thanh niên về quê ngoại mà gặp chuyện như vậy, và sau này nhiều năm về sau này làm vua và kéo quân đi giết dòng Thích Ca. Thì chính cái tư duy mình cứ nghĩ mỗi đêm mỗi ngày như vậy, nó nung nấu thêm, là mình phải tìm cách để mình hại cái người đó, mình cho mình hả giận. Rồi cái pháp thứ 8 là vị tỳ kheo thân hành khinh năng, là muốn nói đến đình chỉ được cái hơi thở đó. Cái thân hành là hơi thở, và vị này có khả năng để chứng được tứ thiền, đình chỉ được hơi thở. Một cái trạng thái của tứ thiền đó là xả khổ, xả lạc, diệt hỷ u, với xả niệm thanh tịnh. Như vậy thì một cái vị mà chứng được bốn thiền sắc giới thì vị này sẽ có được những thần thông. Nên Đức Phật ngài nói rằng một vị tỳ khưu mà thân được khinh năng đó, là muốn nói đến thân không có bị nhiệt não bởi những cái truyền cãi, những cái sự nông nấu của tư duy khuấy động, mà thân được khinh năng như vậy đó. Thì đây là những cái pháp mà một cái vị mà hành trì tình tự đưa đến cái sự chứng đắc các cái loại thần thông, các cái tầng thánh đạo thánh quả mà chúng ta gọi là có thiền. Khi một người chứng được tứ thiền sắc giới đó, thì họ tâm mà chứng được tứ đạo, hay là tâm sơ đạo tứ thiền, rồi tâm nhị đạo tứ thiền, tâm tam đạo tứ thiền, tứ đạo tứ thiền, thì những cái tâm quả như là tứ thiền sơ quả, tứ thiền nhị quả, tứ thiền tam quả, tứ thiền tự quả, tứ thiền ngũ quả, tứ thiền ngũ thiền, đắc được tứ quả siêu thế. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái thân kinh khinh an đó là một cái pháp mà Đức Phật kỳ giải vị tỳ khưu cần hướng tâm đến và làm sao cho nó đạt được. Rồi cái pháp thứ 9 là vị tỳ kheo tâm khéo giải thoát. Thường thường chúng ta thấy giải thoát nó có 5 cái loại giải thoát. Giải thoát bất thiện bằng tâm thiện, điều này chúng ta có thể làm được. Có nghĩa là chúng ta, thay vì chúng ta có tâm bất thiện thì chúng ta có cái tâm thiện để giải thoát cái tâm bất thiện. Cũng như chúng tôi nói quý vị trên bàn ăn á, mình muốn ăn cái đó nhiều, lòng tham của mình, bây giờ mình có tàm quý, mình không có ăn quá mức độ đó, thì đó là mình đã giải phóng được cái tâm tham. Mình đã có cái tư cách là một người gọi là khéo điều phục tâm của mình. Cho đến khi mà bất luận là việc gì ở trong đời nó cũng vậy. Một người mà họ khéo giải thoát là họ biết đưa mình ra khỏi những cái gì mà nó đè nặng tâm tư, những cái gì mà nó ra khỏi là những cái sự đau khổ. Luôn cả ví dụ chúng ta thấy một người bị két cũng vậy, mà mình biết giải quyết
mình có cái tâm tư muốn giải quyết cái stress đó, thì mình hướng cái tâm mình đến những cái điều gì để cho mình nhẹ nhàng hơn, để cho mình thanh thản hơn, để cho tâm tình nó tốt đẹp hơn, thì nó gọi là mình kéo giải thoát. Mình kéo giải thoát tức là tham, mình ra khỏi tham bằng cái tâm thiện. Nếu mà đạt được nữa đó bằng tâm thiện, bởi vì chúng ta thấy cái chi định đó, nó ra khỏi tham chục cái. Nếu mình đạt mình đắc được định đó, thì cái chi định nó ra khỏi tham dục cái, cái chi hỷ ra khỏi sân độc cái chi lạc nó ra khỏi trạo hối cái, và chi tầm nó ra khỏi hôn trầm thiện miên cái, và chi tứ nó ra khỏi hoài nghi cái. Như vậy là Đức Phật muốn muốn khuyên vị tỳ kheo là khéo giải thoát đó, là ra khỏi những cái tiền cái, ra khỏi những cái tham sân si. Rồi cái pháp cuối cùng là vị tỳ kheo khéo có tuệ giải thoát. Vị tỳ kheo tuệ khéo giải thoát có nghĩa là tuệ vị ấy thấy rõ nơi ta đã chứng được tu đồ quần, đã diệt được thân kiến hoài nghi với cấm thủ, tư đà hàm diệt dục ái và sân, ana hàm diệt ái dục ái và dục ái và sân, ana hàm diệt dục ái và sân, a la hán là diệt trừ ái sắc, ái diệt sắc, ngã mạn, vô minh và phóng dật. Vì mình biết rằng tất cả những cái nhân hiện tại đó nó không có nữa, không có quả tai, chúng ta không có luân hồi trong tương lai, không có luân hồi là không có đau khổ. Như vậy thì Đức Phật này muốn dạy vị tỳ kheo đó, hay là tất cả cái người tu tập của chúng ta đó, là hướng đến cái mục đích cuối cùng là có tuệ để khéo giải thoát. Vì giải thoát đó, ra khỏi những cái đau khổ đó, vì những cái đau khổ đó cột trói, những cái tham ái đó đưa chúng ta vào những cái sanh hữu, và chính những cái sanh hữu này làm chúng ta khổ. Vì trong đời chúng ta phải đối đãi, chúng ta phải phải chịu đựng. Và bây giờ nếu mà chúng ta đó đoạn trừ những cái sanh hữu trong tương lai, không còn sanh hữu nữa, thì chúng ta sẽ không còn những sự đau khổ trong tương lai. Như vậy đó, thì Đức Phật này nói rằng đây là cái pháp đặc tính của bậc thánh. Vì dù là vị thánh tu đồ quần, vị thánh tư đà hàm, a la hàm, hay là vị thánh a la hán, nếu mà đạt được việc này đó, thì chúng ta sẽ đạt được năm cái loại đoạn trừ. Đoạn trừ đầu tiên là chúng ta dùng bất tâm thiện đoạn trừ tâm bất thiện. Thứ hai là đoạn trừ bất thiện bằng tâm thiền, là ra khỏi năm triền cái. Chúng ta đoạn trừ bằng tâm đạo là sát trừ vĩnh viễn. Chúng ta đoạn trừ bằng tâm quả là kinh an. Chúng ta đoạn trừ bằng niết bàn là thanh tịnh. Và như vậy là một cái người chứng ngộ được khéo, có tuệ giải thoát, thì vì đó sẽ có cái tâm thanh tịnh, có được cái sự thanh tịnh của niết bàn, thanh tịnh phiền não. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, cái bài học hôm nay thì con xin trình bày 10 cái pháp khó thể nhập này với bấy nhiêu là trình bày. Phần còn lại thì con thỉnh thượng tọa giác đẳng điều hợp cái phần thảo luận, vì thượng tọa đã vào rồi, phần phước đã phát sanh từ pháp thoại này. Kính dâng lên chư tôn đức chia đến những bậc hữu ân và chia đến những người phật tử, những người đệ tử thân thương. Bây giờ thì con xin thỉnh thượng tọa giác đẳng điều hợp phần thảo luận. Sa thủ kính chừng từ tổ pháp tăng quý phật tử. Dạ, xin lỗi quý Phật tử, quý vị có nghe chúng tôi nói được không vậy? Mình qua đủ hết chưa cô? Dạ, xin lỗi quý vị có nghe chúng tôi nói được không? Dạ, mà thượng tọa từ siêu, thượng tọa có ở trước máy không? Nếu thượng tọa từ siêu có mặt ở trước máy, xin thượng tọa hoan hỷ trả lời cho cô thảo luận đầu tiên. Dạ, mà thượng tọa từ siêu... chúng ta thấy có một điểm mà đôi khi cũng tạo sự tranh luận trong các tông phái Phật giáo đó, và là một vị mà đã giác ngộ rồi thì hoàn toàn giải thoát rồi, như vị A La Hán chẳng hạn, thì tại sao các ngài còn sống ở trong thiền pháp? Ví dụ ở đây chúng ta gọi là 10 thánh cư chẳng hạn. Dạ, thì xin thỉnh thưa tọa hoan hỷ cho biết ý kiến thưa tọa về điểm này, kính thỉnh thưa tọa. Dạ.
Namo Buddhaya. Kính bạch chư tôn đức, thưa quý Phật tử, một vị thật nhất là vị A-la-hán các vị nữ đã hoàn tất việc cần phải làm. Không còn cái gì để làm thêm về thiện pháp nữa. Nhưng mà những đức tánh tốt đẹp của một bậc đã hoàn toàn giải thoát, thì những đức tánh tốt đẹp đó luôn luôn có mặt ở trong một vị thánh như vậy. Cho nên cái tiếng gọi là thánh cư chúng ta gọi là một cái nếp sống của một vị thánh, chứ không phải là một thánh A-la-hán đã giải thoát mà vẫn còn trú trong thiện pháp đâu. Cũng giống như khi một người còn đang trong cái thời kỳ học để thi lấy điểm và lên bậc cao của cao, thì trong thời gian học đó là người này họ phải đọc sách, họ phải suy tư, họ phải suy nghĩ đến những điều mà họ đã học. Nhưng mà cho đến khi người này đạt đến đỉnh cao của học vấn, tức là khi đã thành tựu được cái bằng cấp rồi, nhưng mà từ đó về sau người này vẫn suy nghĩ về những điều ở trong sách vở. Thì chúng ta thấy như vậy, chúng ta nghĩ rằng khi mà đã đạt đến đỉnh cao như vậy, tại sao người đó còn phải học thêm? Cái này không phải học, thưa quý vị. Hồi còn ở cấp tiểu học, đại học đó thì gọi là đi học. Nhưng mà khi đã thành tựu được mục đích rồi thì vì đó được gọi là một người nghiên cứu để tìm ra được những cái hay, những cái đặc biệt cho đời. Cho nên một vị tiến sĩ mà họ có những cái công trình nghiên cứu cứ mỗi năm như vậy, họ đều có một cái công trình nghiên cứu để giúp ích cho nhân loại.
Thì khi một tiến sĩ mà họ có một công trình nghiên cứu, cái đó chúng ta đừng nghĩ rằng là giống như hồi cái lúc mà họ còn đi học, họ còn học, họ còn ngồi cái ghế ở nhà trường, cái ghế đại học, cái chuyện đó là cái chuyện khác. Còn bây giờ thì có cái công trình nghiên cứu thì cái đó là cái chuyện khác. Cũng vậy, lúc mà chưa đạt đến cái mục đích cứu cánh, chưa đạt đến cái quả vị thánh giải thoát, thì vị đó còn phải trú trong thiện pháp, còn phải làm nhiều thiện pháp. Nhưng mà khi đã đạt đến cái mục tiêu rồi thì vị này không còn, không phải là trú trong thiện pháp, làm cả cái thiện pháp nữa, mà gọi là cái cách sống của vị đó là cách sống tốt đẹp như vậy, cách sống tốt đẹp như vậy. Cái đó, cái cách sống đó chúng ta gọi là thánh cư, cách sống đó chúng ta gọi là thánh cư. Khi chúng ta còn phàm phu, chúng ta cố gắng tu tập để đoạn trừ năm chi, năm triền cái như tham dục, sân hận, vô vật. Nhưng mà khi đã đạt đến vị quả vị A La Hán rồi đó, thì vị đó được gọi là vị đã đoạn trừ năm triền cái, năm chi phần. Khi còn đang là tu học đó, thì một vị tỳ kheo tập sống thu thúc lục căn. Nhưng mà khi đã là một bậc thánh A Hán rồi thì lục căn của các vị đó là luôn luôn được thu thúc, được phòng hộ bằng cái chánh niệm, gọi là vị tỳ kheo hộ đủ sắc chi phần. Như vậy thì ở đây đó, chúng ta nên hiểu rằng không có vấn đề là một thánh đã giải thoát mà còn trú trong thiền pháp, chỉ vì những cái nếp sống tốt đẹp, những cái nếp sống với những đức tánh cao quý đó là cái cách sống của bậc A-la-hán giải thoát, chỉ vậy thôi. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng tọa Giáo Đẳng nêu lên như vậy. Nam mô Phật Thầy. Sao thú kính thưa thượng tọa Tiểu Siêu, thượng tọa Tiểu Siêu, thượng tọa Quan Hỷ xác định rõ rằng ở đây là 10 thánh cư, nhưng mà nó cũng có nghĩa là những cái pháp mà những người phạm nhân tu tập hướng đến, chứ không phải chỉ là pháp dành riêng cho bậc thánh, có đúng như vậy không? Xin thì tổ quan hỷ sẽ xác định điều này. Kính thưa Phật. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị Phật tử, nó có những điều ở trong 10 điều thánh cư, có những điều mà làm cứ điểm cho cái phạm nhân tu tập hướng đến. Thì trong đó có những điều chẳng hạn như là nỗ lực để đoạn trừ năm triền cái, hay là sống quyết phòng hộ các căn, tức là hữu cháu sáu chi phần. Thành tựu sống tu tập chánh niệm, gọi là gìn giữ một pháp, hay là
theo bốn điểm tựa. Là suy xét thọ dụng, suy xét tham nhẫn, suy xét tránh né, suy xét trừng, khử trừng, vân vân. Cái đó thì là khứ điểm, cái đó là cái tiêu chí mà vị đó phải thực hành, kẻ phàm phu phải hành. Nhưng mà những điều chẳng hạn như là đoạn tuyệt, tham cầu, hay là tâm không khuấy động, hoặc là thân hành khinh an, tâm khéo giải thoát hay tuệ khéo giải thoát, những cái đó là thành tựu nơi một cái vị thánh giải thoát. Còn hạng phàm phu thì cái đó không phải là cái cách để tu tập, mà chỉ là cái mục tiêu để mà hướng đến, cái lý tưởng để mà hướng đến. Rồi sau khi thực hành những cái kia đó, chừng nào chứng quả rồi thì cái đó mới đạt được. Cho nên chúng ta nói mười thánh cư, nếu mà chúng ta nói vẫn là cứ điểm cho phàm nhân, cái này phàm nhân chứ không phải phẩm nhân nha. Cô Nhật Quỳnh sửa lại cái chữ phàm chứ không phải chữ phẩm, để chữ phẩm nhân tôi nghe không hiểu gì hết. Vẫn là cứ điểm cho phàm nhân tu tập, phàm nhân như cái hạng như chúng ta là những người còn đang tu tập mà vẫn còn phàm chứ chưa phải chứng bậc thánh. Thì ở đây những cái gì mà thuộc về sự đoạn trừ ác bất thiện pháp và thành tựu những cái pháp tốt, thì cái đó đó được gọi là cứ điểm mình cho phàm nhân hướng đến tu tập. Nhưng mà những cái gì mà thuộc về cứu cánh mà vị đó đạt được, đã đạt được, thì phàm nhân của chúng ta không phải là chúng ta bắt chước mà chúng ta đạt được đâu. Những cái chỗ đó như là tâm giải thoát, tuệ giải thoát, hoặc là tư duy không khuấy động, hoặc là thân hành khinh an rồi đó, thì mấy cái này chúng ta vẫn, chúng ta chỉ hướng đến như là một mục tiêu, một cái lý tưởng để chúng ta theo đuổi thôi. Còn cái việc mà chúng ta tu tập, chúng ta làm cho thầy làm theo sáu cái pháp kia được rồi. Khi mà sáu cái pháp thánh cư trước đó mà chúng ta tu tập theo đó, thì chúng ta sẽ chứng đạt, chúng ta sẽ thành tựu được bốn cái thánh cư sau. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi số 2 như vậy. Nam mô Phật Thầy. Sa thủ tiếp trình Thượng Tọa Thầy Siêu. Bây giờ Thánh Thượng Tọa Thầy Siêu đi nghỉ. Tiếp theo thì xin được thỉnh Đại Đức Pháp Tính. Đại Đức Pháp Tính có nghe được không? Nếu Đại Đức Pháp Tính nghe được, xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính trả lời cho cô thảo luận số 3. Đại Đức Pháp Tính, tại sao mà những người có tín ngưỡng thường bị rơi vào giới cấm thủ? Giới cấm thủ ở đây chúng ta nói về giáo điều, cái bệnh gọi là bệnh giáo điều chẳng hạn. Tại sao một cái điều có thực hành nhưng mà thực hành về hình thức có vẻ như là tâm linh, nhưng mà nó lại về mục đích nó vẻ là mê tín? Xin đợi kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính.
Nam Mô Bổn Thầy Giá. Con xin thành kính lễ đến Thượng Tọa Nhật Đản, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Thế Quyền, Thượng Tọa Minh Thành, cùng chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Nó qua câu thảo luận số 3 Thượng Tọa vừa nêu lên, thì đối với có một số người mang tín ngưỡng về tôn giáo, nhưng mà dần dần hoặc lâu ngày sẽ rơi vào những cái giáo điều mà ở trong kinh chúng ta thường gọi là giới cấm thủ. Thì tại sao có những cái trường hợp này? Là do những cái người đó họ chỉ có cái niềm tin, có cái niềm tin cũng như là chưa được kiểm chứng, mà cái niềm tin chưa được kiểm chứng. Thí dụ như là họ cũng tin về có một cái tâm linh, nhưng mà không có được biết một cái cách học hỏi, không được học hỏi một cách nó rõ ràng. Thành ra họ lâu ngày thì giống như là một cái giới cấm thủ. Hoặc là nếu mà nói thẳng thừng ra đó là do họ bị chắc chắn bởi những cái tà kiến. Tà kiến ở đây đó, thì có nhiều khi đó, quý vị nghe các vị sư nói về tà kiến đó, thì mình nghe tưởng là nặng, nhưng mà thật sự ra thì nó không phải. Có nghĩa là khi nào mà mình có cái sự mà hiểu sai, mình chắc chắn vào một cái điều gì đó mà nó sai với sự thật, thì như vậy đó, là chúng ta mang vào rơi vào tà kiến. Thí dụ như bây giờ quý vị thấy rằng đối với cái vấn đề mà mình tốt với tiền vàng bạc để mà mình hồi hướng cho cái người đã quá giảng, thì thật sự ra đó, khi mà mình được phân tích kỹ là mình được phân tích một cách rõ ràng là không thể nào mà một cái giấy đó rồi ai đó rồi người ta in thành cái mệnh giá như vậy rồi mình đốt xuống, mình đốt rồi mình nói gỡ xuống cho người chết người ta xài được nó. Thì có nhiều cái đó thì thật sự ra là do mình bị chấp chặt vào cái chỗ đó hoài. Mình có nhiều khi mình đã hiểu rồi, mình hiểu là cái ông đó ông không có cái quyền lực gì hết mà ông phải in, ông được quyền ông in ra cái giấy đó rồi mình mua rồi mình đốt mình gỡ cho quyến thuộc của mình xài đó. Thì mình biết rõ như vậy nhưng mà mình bị dính mắc hoặc là cũng như là mình bị sợ, mình bị chấp vào ngay chỗ đó. Hoặc là có nhiều khi là mình thấy thôi kệ nó, mình làm có thì đỡ, còn không có là thôi, cũng không sao. Thì do những cái tư tưởng đó, mà mình không có thay đổi được, thì nếu mà nói về bị rơi vào cái tà kiến đó thì chỉ có cái gì mình mới bài trừ được quý vị. Có nghĩa là chỉ có chúng ta có trí tuệ, có nghĩa là chúng ta học pháp mà chúng ta hiểu được. Thì từ cái chỗ này chúng tôi mới nói rằng là những cái người mà không có thực hành diệu pháp hoặc là không có học về chánh pháp, thành ra cái niềm tin nó dễ bị lung lạc do đó. Thì vậy thì ở trong cái phần này đó, nhiều khi đó, quý vị biết rằng cái nói thẳng thì nó nghe nó mất lòng, nhưng mà không nói thẳng thì mình không bắt được. Hãy mà mình chấp vào những cái điều này thì lâu ngày nó sẽ chẳng những nó sẽ tổn hại cho bản thân mình mà nó tổn hại cái thế hệ con của mình, rồi sau này nó sẽ tổn hại cho luôn cái thế hệ cháu của mình. Do vậy mà quý vị thấy rằng mình phải bỏ đi là những cái điều này, mà hãy mà mình còn chấp vào những cái điều này là mình làm
tà kiến. Mà hễ mà tà kiến là cái gì? Là mình chấp vào những cái giới cấm sai lạc, là những cái nghi lễ hoặc là những cái nghi thức gì đó mà nó sai lệch, là nó không có đúng với nhân quả, thì coi như là những cái điều đó được gọi là cái giới cấm sai lạc. Vậy thì cái giới cấm sai lạc này nè, hoặc là cái giới cấm thủ này mình bị rơi vào là tại sao vậy? Tại vì mình không chịu, mình không chịu nghe pháp, hoặc là mình không chịu gần gũi học hỏi với chánh pháp, thành ra mình không thay đổi được những cái sự suy nghĩ. Nếu mà chúng ta thấy rằng khi mà mình học nhiều cái bài kinh mà trong ví dụ như là trong Trung Bộ cũng có dạy, hoặc là ở trong Tăng Chi cũng có, Đức Phật nói rằng là khi mà một có cái vị Bà La Môn đi đến hỏi Đức Thế Tôn là bên Đức Thế Tôn có giống như bên chúng tôi không, khi mà chúng tôi có cái người chết đó, thì mọi người đứng xung quanh cầu nguyện rồi rải bông hoa vân vân để mà cầu nguyện, thì lúc đó Đức Phật đã thuyết lên cái bài kinh là khi mà một cái ghè nước, một cái ghè dầu đó mà đi ngang qua một cái sông đó, mà không biết một cái lý do gì đó mà cái ghè dầu đó nó bị bể, thì dầu á thì nó sẽ nổi lên mặt nước, mà những cái mảnh xanh á thì nó sẽ bị chìm. Thì nếu mà bây giờ mình có tụng kinh á mà cho dầu á mà nó chìm xuống thì cũng không được, mà hễ mà mình có cầu nguyện á mà cho những cái mảnh xanh á mà nó nổi lên thì cũng không được. Nhưng mà thường thường á, quý vị thấy rằng á, người đời á thì người ta ưa chấp vào cái điều này, thành ra người ta nghĩ rằng là giống như là có một cái siêu lực gì đó để mà làm cho thay đổi những cái điều này. Nhưng mà thật sự ra khi nếu mà chúng ta học được những cái bài kinh này rồi đó, thì chúng ta sẽ thay đổi được cái tư tưởng. Hoặc là thí dụ như một người mà người ta giống như cái bài kinh hạt muối đó, là khi mà chúng ta tạo nhiều cái thiện pháp thì cũng giống như là chúng ta có một cái dòng nước nó lớn, nó rộng lớn, rồi cái hạt muối thì nó ít, thì nó không có đủ mạnh, nó không có đủ làm cái dòng nước đó bị mặn. Thì cũng vậy, khi mà chúng ta mà tạo những cái thiện pháp nó nhiều như nước vậy đó, thì đối với những cái bất thiện nó có một chút, nó y như cái hạt muối, thì nó không đủ để làm cho cái cuộc đời của chúng ta đau khổ. Thì quý vị thấy rằng những cái điều này đó, những cái giới cấm thủ đó, khi mà chúng ta chấp chặt vào những cái giới cấm này để chi? Để cho chúng ta mong được chúng ta được an lạc, hoặc là chúng ta mong được một cái điều gì đó. Thì nếu mà chúng ta muốn cho mình có được một cái điều hạnh phúc đó, thì chúng ta nên làm những cái điều gì mà nó hợp theo nhân quả, nó hợp theo cái lẽ đạo, hoặc là nó hợp theo cái sự hiểu biết. Thì do cái sự hiểu biết nó sẽ làm cho mình có những cái hành động thân khẩu ý thích hợp, thì từ đó nó sẽ đem lại cái sự an vui, chứ không phải là do những cái giới cấm này, do sự chấp chặt vào giới cấm này mà đem lại cái sự an vui cho chúng ta. Thì nếu mà chúng ta có học pháp, có nghe pháp đó, thì dần dần chúng ta sẽ bẻ gãy được những cái giới cấm thủ hay là những cái sự chấp chặt đó. Vậy thì ở trong cái câu này đó, theo ý của chúng con cũng nói rằng là cái người mà có cái tín ngưỡng rồi, nhưng mà họ lâu ngày hoặc là họ dễ bị rơi vào những cái giới cấm thủ là do họ không chịu thân cận với bậc trí để học hỏi chánh pháp, thành ra lâu ngày sẽ rơi vào giới cấm thủ. Đây là những cái ý con xin được đóng góp qua câu thảo luận số 3 này. Bây giờ con xin thỉnh thượng tọa trở lại.
sao tôi kinh trình được sự tính? Xin được hỏi Đại Đức Quyên Thông có mặt ở trước máy không? Nếu Đại Đức Quyên Thông mà nghe được sự tính Đại Đức Quyên Thông trả lời cho cô tôi được. Đại Đức Quyên Thông ở trong 10 cái thánh cư, ở trong cái chúng ta có nói về đời sống trú niệm. Đại Đức Quyên Thông có thể nói một cách cụ thể là một cái đời sống có chánh niệm và đời sống thất niệm đó, nó khác biệt với nhau như thế nào? Xin kính thỉnh Đại Đức Quyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa Sư Phụ, con xin góp ý cho câu thảo luận số 4 hỏi rằng sinh hoạt hàng ngày có chánh niệm khác biệt thế nào với đời sống thất niệm? Kính thưa Sư Phụ, đời sống mà có chánh niệm là đời sống của những người giác ngộ, là chắc chắn là như vậy. Còn những người mà chưa giác ngộ thì người đó luôn luôn họ sống trong tỉnh thức. Thì cái từ ngữ mà mình nói sống trong tỉnh thức đó, tức là sống trong cái chánh niệm. Là chánh niệm là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên. Và những người đó không có phóng dật, và người đó biết chỗ nào là thiện là và chỗ nào là ác. Và khi mà có tâm mà có khởi lên cái móng nào gọi là ác niệm, tức là không có phải là chánh niệm, thì người đó biết mà diệt trừ, không đi theo. Và người đó luôn luôn hành theo những cái thiện pháp. Và đó là lời của Đức Phật giảng dạy. Đức Phật giảng dạy rằng những cái thiện pháp mà một người chưa chứng đắc thánh quả đó thì làm suốt đời cũng không có bao giờ là đủ. Và cái mà làm những thiện pháp đó là Đức Phật gọi là những cái tư lương để giúp cho chúng ta khi mà thân hoại mạng chung không có rơi vào ác đạo. Và vì vậy cho nên khi mà chưa giác ngộ thì phải dốc lòng làm chánh niệm suốt đời của mình, không ngưng nghỉ. Và đó là cái sự hiểu biết của con với câu hỏi số 4 này. Kính thưa Sư Phụ, con xin trao mai cho Sư Phụ và chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Con thỉnh mời Sư Phụ trở lại mai. Sao thông cái kinh Đại Đức Quyên Thông, Thượng Tọa Pháp Tăng, Thượng Tọa có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Pháp Tăng được xin thỉnh mời số 5. Một lần nữa xin được hỏi Thượng Tọa Pháp Tăng, Thượng Tọa có nghe được không? Thượng Tọa Trần Quyền, Thượng Tọa có nghe được không? Ông già Thượng Tọa đang đưa tay rồi. Mà Thượng Tọa đang ra. Chúng ta thấy rằng là một người sống đó, thì cái một người tu tập có bốn cách ứng xử đối với cái hoàn cảnh xảy ra, đối với sự việc xảy ra với mình, là suy xét để thọ dụng, hay là suy xét để khử trực. Như vậy phải chăng là với những cái phép những cái bốn cái pháp suy xét này đó, thì cho thấy rằng không phải lúc nào mình chịu đựng cũng là thượng sách, không phải lúc nào mình né tránh cũng là thượng sách, không phải lúc nào mình khứ trừ cũng là thượng sách, mà nó phải tùy việc tùy lúc. Có đúng như vậy không? Bởi vì cái quan niệm của chúng ta luôn luôn mình nghĩ rằng nó một cái phương thức nào đó, nó là như là chuyện gì cũng phải giải quyết mới là hay, hay là chuyện gì cũng phải chịu đựng mới là hay. Nhưng mà ở đây rõ ràng là vấn đề nó là tùy vào sự việc, tùy vào hoàn cảnh, chứ không có một pháp cố định. Nó đúng như vậy không? Cái tình thì tôi không đọc. Alo. Dạ, cảm ơn Nhật Quỳnh. Thì ở trong cái câu hỏi của Thượng Tọa đó, thì con suy nghĩ như thế này. Vì gì Đức Phật Ngài dạy đó, có bốn cách đó, thì thật sự bốn cách đó với cách khác nhau. Khi mình nói đến cái cách mà suy xét để thọ dụng đó, thì Đức Phật thì cũng biết rằng đối với mình đó, khi mình thọ dụng đó, thì thọ đó nếu mà không có được tu tập đó, thì là sẽ duyên cho ái. Nên khi mình thọ dụng vật thực đó, thì mình cũng phải suy xét vật thực này ăn để mình tránh những cái cảm thọ không liệt, có nghĩa là mình đói khát đó.
hoặc là bệnh hoạn, ăn cái vật thực này không phải để nô đùa chơi giỡn. Như vậy thì đối với cái vật thực mình ăn, Đức Phật dạy phải suy xét như vậy. Và đối với y phục mình mặc cũng vậy, mình mặc đồ thì khác người thế tục, mặc để che mũi mồng. Rồi mình ở cốc liêu cũng vậy, cốc liêu để mình ngăn chặn sự mũi mồng lạnh nóng, để mình dễ bề tu tập. Thuốc trị bệnh cũng vậy, mình uống để mình ngăn ngừa những cái cảm thọ khốc liệt do cái bệnh nó mang lại. Như vậy á, rõ ràng á, bốn cái cách thọ dụng á, là Đức Phật nói rằng mình gọi là mình tiếp nhận đó, tiếp nhận đó, chứ mình không phải là mình bỏ nó. Không phải giống như những người ngoại đạo họ bỏ ăn nửa tháng rồi họ lại ăn lại. Tại vì chúng ta thấy đối với ngoại đạo có nhiều khi họ nhịn ăn nửa tháng rồi họ ăn lại. Đức Phật thì nói rằng nếu vậy thì cứ nhịn nửa tháng rồi ăn lại như vậy, rồi cái phương pháp đó hành rồi bỏ là hành rồi bỏ. Còn cái pháp Đức Phật thì không có vậy. Thọ dụng là bữa nào mình cũng thọ dụng, mà thọ dụng phải suy nghĩ như vậy. Và không phải nhịn đói mấy ngày rồi mới ăn một ngày, hoặc là ăn hoài không có nhịn. Không phải vậy, cái lúc nào ăn vừa đủ để cơ thể mình, nó vừa đủ để nuôi dưỡng cái cơ thể mình thôi. Nên Đức Phật thì đối với bốn món trật dụng thì phải suy xét. Đối với kham nhẫn thì mình thấy rằng ở đời mưa nắng mình phải chịu đựng thôi. Rồi những con mũi, con mồng nó đi kiếm ăn, nó cắn vào người mình. Ví dụ con mũi nó đi tìm máu hút, nó là vật thực của nó. Và con mồng nó đi cắn, nó cắn người ta, nó hút máu, nó sống. Như vậy thì mình gặp những trường hợp đó mình phải kham nhẫn thôi. Mình kham nhẫn những cái lời nói người ta. Ví dụ mình đi tu á, mình ôm mình bác đi xin á, cũng nói người vậy mà đi xin không chịu làm ăn, thì họ có nói như vậy mình cũng phải chịu đựng thôi. Mình phải chịu đựng, mình vẫn đi khất thực thôi. Đức Phật này nói rằng đối với cái kham nhẫn á, mình phải kham nhẫn là không thể nào khác được. Nó không phải là nhu mà kham nhẫn á, vì mình không thể nào làm cho tất cả mọi người theo cái ý của mình, theo cái khuynh hướng. Vì mỗi người có một cái suy nghĩ, mỗi người họ có cái tính ngưỡng, và mỗi người họ có cái cách ứng xử của họ. Nên những người thuận với mình thì mình cũng thấy họ không có chửi mắng mình, không có chỉ giả mình. Nhưng mà những người ngược lại, những người khác tính ngưỡng khác cái này cái nọ đó, thì họ lại có những lời nói châm chích mình phải chịu kham nhẫn thôi. Thì lúc này là mình phải kham nhẫn, chứ không phải là mình khử trừ. Ví dụ như một cái người mà tu tập khử trừ những cái tham sân si đó thì lại khác. Cái lúc này mình chỉ kham nhẫn thôi, mình đi khất thực, hoặc là mình gặp những cái trường hợp như vậy mình phải suy nghĩ là như vậy. Rồi suy xét để né tránh. Ví dụ như voi dữ, ngựa dữ đó, thì ở chỗ đó mình tránh đi chỗ đó, hoặc là những cái chỗ mà đi đến ảnh hưởng đến phạm hạnh của mình cũng không đến là như vậy. Như vậy thì Đức Phật thì nói rằng cái này là né tránh thôi. Lúc bấy giờ không phải là kham nhẫn mà phải né tránh. Né tránh là mình tránh chỗ đó, vì chỗ đó mình đến, ví dụ mình đến chỗ đó người ta sẽ nói mình. Chứ không phải như là cái đi hòa thượng chỗ nào cũng dám đến, không phải như vậy. Mà mình chỗ mình nên đến, nó phù hợp với vị tu sĩ thì nên đến, chỗ nào không phù hợp tu sĩ là không đến. Nên mình thấy những xứ Thái Lan ấy, chỗ nào mà VD bóng đồ múa này cái nọ đó là chư tăng không bao giờ đến được hết, không bao giờ được đến. Rồi như vậy thì mỗi cái mà Đức Phật ngày dạy cũng giống như bây giờ con người của mình á, thì mình sống làm người á, mình phải đối xử với nhiều mặt, chứ không phải chỉ là một mặt. Mặt nào nó cũng phải theo mặt đó. Cũng như con người đó, ví dụ mình đối diện với cái người mình tôn kính, rồi đối diện với cái người bình dân, đối diện với người ngang hàng, đối diện người yêu thương thì lại khác nhau. Không phải là lúc nào mình cũng lấy đối xử kẻ thù mình đem đối xử người thân cũng được, mà người thân là người thân, người thù là thù, mình phải hiểu như vậy. Thì ở trong cái câu mà thượng tọa hỏi bốn cách ứng xử đó, thì Đức Phật này dạy cũng tùy theo có đúng gì không, cũng đúng như vậy. Thường thường chúng ta thấy Đức Phật là cái bậc thiên nhân và đạo sư là như vậy, vì ngài biết những cái điều nào mà nó có những cái
những cái lậu hoặc đó phát sanh ngay chỗ đó thì ngày dạ ngay chỗ đó thôi. Thì ra đường mình gặp những cái người họ ma lị thì mình chỉ im lặng thôi, chứ mình không có, mình cũng không có ngồi để mình nói chuyện với họ, mình giải thích với họ làm gì. Vì lúc bây giờ bác thì họ cho họ không cho thôi. Đó là như vậy. Thì ở trong cái câu này thì con xin chia sẻ như vậy. Bây giờ thì con xin thỉnh Thượng Tọa đặng trở lại, nếu có gì thì thỉnh Thượng Tọa nói thêm. Sau thuộc cái trình sư tổ pháp đăng, sư tổ tuyên quyền, sư tổ có mặt ở trước máy và sư tổ có nghe được không? Nếu sư tổ tuyên quyền nghe được, xin thỉnh sư tổ. Dạ. Tính sư tổ tuyên quyền trả lời cho câu thơ lục số 6. Tuyên quyền đối với nhiều người đó, thì khi mà nói đến đời sống tinh thần thì họ nghĩ đến cầu nguyện, nghĩ đến niềm tin, nghĩ đến tụng niệm. Nhưng mà trong cái nhìn của Phật pháp thì những cách thể hiện niềm tin như là cầu nguyện hay tụng niệm nó có đủ để gọi là khiến cho tinh thần sung mãn hay không, hay là chúng ta cần cái gì hơn điều đó nữa? Xin kính thỉnh thưa tổ tuyên quyền. Nam mô Bụt Tha, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Kha, Nhất Nhật Thời Đức Chúng Nhân Ca Rõ, và không mừng quý vị. Chúng con kính lễ đến Phật, đến giáo pháp và chúng tăng kính lễ đến Tự Tôn Nhất Đẳng, cùng Phật đăng, cùng Tôn Nhân Hạnh. Để Phật kính lễ Đức Nguyên Thông, cùng Chư Tăng Đa Hiện Diện, kính chào chúng tôi cùng Thượng Tử. Bây giờ kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, qua thực tiễn cái đời sống tinh thần mà được sung mãn thì nếu chúng ta chỉ đặt những cái niềm tin cho cái sự cầu nguyện có đủ chăng? Ở đây thì nó có hai cái cấp độ. Một cái người là thiên nặng từ cái niềm tin, mà ở đó họ nghĩ đến cái sự van vái, cái sự cầu nguyện, thì họ xem đó là một cái như là bổn phận, một cái việc làm thường nhật của chính họ. Họ chỉ đặt cái niềm tin đó rồi họ cũng sám bái lễ và họ cầu nguyện cứ như thế. Và có một tinh thần thứ hai nữa, đó chính là không đặt với cái niềm tin, mà không đặt mạnh ở cái niềm tin với điều mà dựa chi bằng cái niềm tin đó, nhưng họ có thể là họ tiến hóa lên thêm, họ có thể chuyển hóa lên nữa. Có một số Phật tử hay có một số người đặc biệt, tức là khi người ta buôn bán, khi người ta làm những cái việc mà nó có tính chất đại sự, nó quan trọng mà buôn bán á, thì hoặc là người ta làm cái gì nó quan trọng á, thì người ta muốn trước nhất là đến để cúng dường Tam Bảo, cúng dường Chư Tăng hay Chư Tăng đọc kinh, hay là Chư Tăng hướng nguyện đến cho họ, thì họ tính như vậy đó là một chuyện sẽ thành tựu. Bởi vì họ nghĩ rằng thứ nhất là đại chúng tăng, cái phước nó lớn, và cái thứ hai nữa là nhờ cái Chư Tăng sẽ là người cầu, sẽ là người sinh tiếp cùng với họ thì nó sẽ được mạnh mẽ. Thì đây là đang nói về cái niềm tin. Thì kính bạch Thượng Tọa, khi mà con gặp những cái tình huống như thế này đó, thì xét ở cấp độ, nếu như họ là một người mà chỉ chuyên về họ chỉ dùng cái hình thái chỉ là niềm tin để mang tính, tức là quan sinh và cầu nguyện, mà không có thời gian, họ cũng có thời gian mà mình cũng không thể gặp được họ nhiều, thì thôi coi như là cho nó xong cái việc đó để như ý của họ mong muốn. Như điều thường thì nếu là những người Phật tử mà hay quyết ấy, thì những người Phật tử mà có thể gặp được nhiều lần, thân nhiều lần á, thì sẽ nói, sẽ giải thích cho họ nghe. Thứ nhất là trên cái tinh thần của Phật pháp ấy, chúng ta được cái niềm tin để chúng ta làm cái thiện sự. Nhưng điều cái việc thứ hai nữa, cái sự cầu nguyện á, để chúng ta được á, thì nó cũng phải có cái phước, có cái duyên, chứ không thể nào mà nếu như mà không có phước, thí chủ không có phước hay là người cầu đó không có đủ phước, rồi do cái niềm tin đó mình cầu nguyện, thì nó cũng như là cầu nguyện cục đá ở dưới từ dòng sông mà nó nổi lên thì chỉ nó mới có được.
rồi cái một giọt nước tràn ly, thì đây là một ý nghĩa nó tốt. Thì quý vị cứ nhớ rằng nếu như trường hợp như bằng cái thiện tâm mà chính là của quý vị, nó mang tính tích cực hơn là phải nhờ vào đến cái chuyện mà chư tăng hay là cái chuyện cầu nguyện đến Tam Bảo. Trước nhất quý vị có đủ một cái giọt nước tràn ly thì quả chẳng có thể. Chứ nếu bây giờ như một cái ly mà không có nước mà bảo là tụng niệm lát cái nước cái nó sẽ đầy ly, hay là cũng như là mình tụng rất họ được như ý các tường vân vân, thì nó cũng rất là mà từ người ta nói là phước chủ mai thầy, thì có phải như vậy không? Nó cũng có những tình huống phước chủ mai thầy, và nó cũng có những tình huống nó cũng phải được phối hợp, nó phải được phối hợp thì cũng được cái phước, nó cái phước gọi như là tùng duyên thuận duyên với nhau. Như điều chúng ta khuyên họ bằng một cái nhân quả, phải hiểu với cái tinh thần nhân quả, phải hiểu cái tinh thần mà chúng ta cầu nguyện để cho mọi việc nó từ đó nó yên ổn. Còn tất cả chúng ta hãy nhớ rằng tất cả là tùy cái duyên, tùy cái phước, tùy cái sự mà chúng ta cầu mà chúng ta nguyện đó. Do nó chưa có đủ cái duyên cho nên nó chưa có thành, do nó chưa có đủ cái hội đủ những yếu tố cần thiết cho nó chưa được viên mãn, và chúng ta thấy cái phước của chúng ta kém thì nó khó thành tựu. Thì như vậy thì sẽ được hoàn bị hơn. Chứ đừng bao giờ, có nhiều người cứ xin hoài, cứ cầu hoài, thì đứng trên cái nhìn nói về đời thường tâm tư tình cảm thôi. Nếu như có linh thiêng, nếu như có được tốt đẹp như ý quý vị, thì người ta mình xin người ta cho 1, 2, 3, chứ không thể cho suốt được. Lúc nào mình cũng cầu, mình cũng xin hết thì không bằng. Thường thường lúc đó mình chỉ họ, tức là xin nhờ cái ân đức của Phật, ân đức của Tam Bảo. Mà cái người Bắc người ta nói một cái câu rất là hay, đó là xin ăn mài công đức Phật. Tức mình xin cái thừa, xin cái nhỏ, rồi dựa vào ân đức của Tam Bảo, ăn coi như là công đức của Phật, công đức của Tam Bảo. Thì chúng ta có cái tâm như vậy thì nó hay hơn là chúng ta đừng có cầu mà ông thần này, ông thánh kia là sẽ hộ, sẽ giúp cho mình như thế này thế nọ. Thì cái giá trị đó thì tôi gọi là chúng tôi nói đủ ở đây, cũng như là đủ trên cái gì, trên một cái gì đó gọi là nó có một sự chuẩn bị, là mình cứ hy vọng như một giọt nước tràn ly, như một sự thuận duyên. Mà cái điều này là cái sự thuận duyên đó là nó cũng rất là lạ với quý vị, chứ không phải là một chuyện, xin lỗi, nó rất là đúng đắn chứ không phải là chuyện bình thường. Nhiều khi á, chúng ta có cái duyên với cái người đó đó, thì khi chúng ta mới làm việc phối hợp với người đó, nó được thuận mai, nó được ổn định, nó được tốt đẹp. Cũng vậy, cái vị thầy, vị sư đó mình có thể gặp gỡ đó, mình nhờ hay là vị ấy làm cùng với mình một cái gì đó thì nó thành tựu. Đây là chúng ta nói cái phước duyên của hai người nó có thể phối hợp lại được nha. Chứ không phải là chúng ta biết là mình đừng có nói trên một tinh thần nhân quả tuyệt đối, đúng rồi, nhưng điều ở đó nó có những cái sự, cái đó cũng là cái duyên của nhân quả giữa hai người. Và đây là như Phật tử chúng ta phải hiểu. Chứ còn khi mà chúng ta chuẩn bị như vậy đó, cái tinh thần đầy đủ và tốt đẹp như thế đó, thì dầu cho nó không có thành tựu được như ý, nhưng chúng ta cũng rất là hoan hỷ, chúng ta cũng rất là chấp nhận, coi như là gần đầu chấp nhận được, và những chuyện gì đó chúng ta có thể cho qua. Chứ quý vị biết là không thể là 1, 2, 3, 4 coi như là một cái canh bạc, cái cầu nguyện như là một cái canh bạc gài như vô canh bạc là chết không có được. Tức là giờ mình đang có một buôn bán hay một trao đổi gì đó mà nó tính đại sự quan trọng, thì là chúng ta phải chấp nhận trước cái sự rủi ro, và ngoài ra đó có cái sự cầu nguyện. Cũng như bây giờ chúng ta nhớ rằng, ví dụ như còn nước thì tát, như bệnh hoạn khi mà nặng nề rồi thì còn nước thì tát, thì chúng ta chữa trị.
thì nó mang tính như vậy thì chúng ta không nói. Chứ những điều mà cứ hy vọng tuyệt đối rằng nó sẽ như thế này, nó sẽ như thế nọ, thì ở trong cuộc đời này nó phải là như vậy. Cho nên để cái đời sống tinh thần mà được sung mãn, được tốt đẹp, để được vững chắc đó, là cái sự cầu nguyện đó nó phải được dẫn đường, có một tinh thần nhân quả, có một tinh thần trí tuệ. Cũng như khi chúng ta làm các công đức, có một số người ta nói rằng không có ước nguyện nó sẽ tốt hơn là ước nguyện, thì cái điều này nói theo tâm thì không phải như vậy. Mà chúng ta ước nguyện cái gì? Vì cái công đức này, ý đăng quá tâm mê vui nhân, hay là ý măng ý đăng quá tâm mê đa năng a số quá khai gia quan hồ tú, tức là do công đức này, do công đức bố thí này, do công đức làm việc thiện này, do công đức nghe pháp này, do công đức thực hành này, xin hãy là nhân là duyên để chúng ta chấm dứt sinh tử khổ đau. Đó cũng là một sự ước cầu, nhưng không phải là một sự cầu nguyện, nó mang tính vật chất. Mà cũng chính nhờ một niềm tin vững chắc đó, khi chúng ta nghĩ rằng bố thí cúng dường hay là tu thí cung kính phục vụ v.v. những cái việc thiện việc lành mà chúng ta tạo tác đây, hãy là nhân là duyên để chúng ta được ABCD gì, mà đặc biệt tức là chúng ta hướng nguyện đến mình được cái sự an lạc, được cái sự tốt đẹp, thì đây chính là một cái giá trị cầu nguyện, nó mang tính tích cực và tốt đẹp. Chúng ta cứ lựa chọn cái giá trị của cái sự chấm dứt sinh tử đau khổ, và chắc rằng chúng ta không cần phải cầu bởi thiên giới nhân giới gì cả, thiên sản nhân sản gì cả, là chắc chắn chúng ta phải đi qua con đường đó. Chúng ta ước cầu cái điều lớn hơn, đầy đủ hơn, tốt đẹp hơn, đó chính là cái sự chấm dứt sinh tử đau khổ. Thì trên con đường mà đi đến đó đó, kính thưa quý vị, là cơm no áo ấm và đầy đủ phương tiện. Nhưng chúng ta phải vững chắc trên cái một cái niềm tin và trên một cái sự cầm lãi của mình đó, mới đạt được. Tương đối nó là đầy đủ. Chúng ta nói tức là một công đức nào đó mà quý vị chắc chắn là phải bố thí vật thực, gọi là cho sức lực bố thí xe thiền, cho sự ăn vui bố thí đèn đuốc, là cho mắt sát, giá trị tuyệt đối nó là vậy. Thì ở đó cũng như thế, nhưng đèn này cái phước này, do cái nhân này, do cái việc này, hãy là nhân là duyên để có đủ sức mạnh để chiến thắng phiền não, để là nhân là duyên ba la mật độ để chúng ta thành tựu đạo quả giải thoát, hay là do công đức thắp đèn này sinh đèn tuệ sáng ngời trong tương lai, chứ không cần. Và chắc chắn rằng chúng ta bố thí đèn đuốc là mắt sáng, là những điều mà chúng ta không nghĩ đến cái sáng, mà chúng ta nghĩ đến cái đèn tuệ, cái mắt trí tuệ của chúng ta kìa, đó chính là cái sự cảm giác vô lậu, cái sự sanh tử đoạn trường phiền não vân vân. Dạ. Thì cái bài thường gọi đây chính là cái ý của con là như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc từ con thỉnh thần tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Sau thú phí trình thưa tòa tuyệt quyền, câu trả lời của thưa tòa tuyệt quyền cũng đã kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Phú Thế Tham Mạ. Kính kinh chỉ bị giảng sư đã vào Rung để thiết kiện đánh lễ với Ngài. Xin chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lạc, một an lạc. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, sa thú lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Cái đại chúng nó lắng tâm thanh tịnh thính pháp, kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp sư ngôn viên đã yểm trợ cho các vận hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hạ thiệt thần hậu pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Và Nhật Huỳnh kính cảm ơn.
Sinh Hoa Nguyệt, Sinh Trạng Đông và Đạo Tràng đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con xin hồi hướng phước lành là cảm cùng pháp giới chúng sanh rồi nhận mẹ cha thầy tôn hiền biển quá tăng trong phần bước chiến cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan nghị bao truyền gần xa cầu cho mưa thuận gió